Chương 931, rằng co. Nhiều người ở thế giới bên trong luôn cảm thấy lữ khách thời gian giống như bắc trên thế giới này vậy. Ví dụ những xã đoàn bị hội phụ huynh san bằng, bọn họ ở ba khu dưới vất vả khổ cực đánh với hội phụ huynh, khó khăn lắm mới đánh các thành viên hội phụ huynh bị thương nặng. Kết quả đến không giờ, những người nhà bôi thuốc đặc biệt trong căn cứ chiến tranh bỗng chốc hoạt động khỏe mạnh đám người nhà chẳng những bôi thuốc, còn chơi 7 ngày, chơi bóng rổ, chơi game, trồng rau, tắm rửa mấy đợt, coi vài bộ phim rồi tiếp tục đánh tiếp, ai mà chịu nổi điều này. Nhưng mấy chuyện này chưa phải vượt sức tưởng tượng nhất, quá quát hơn là mang theo dấu hôn trở về. Này anh bạn, hai ta đang uính lộn đấy, có thể nghiêm túc một chút không? Đối với Khánh Trần là đã trải qua bảy ngày, nhưng đối với Trần Dư thì mới qua trong chớp mắt. Lý Bình Hi ở bên cạnh Trần Dư cười mùa nói, ông thấy không, hắn căn bản không để ông vào mắt, nhìn tóc của hắn ngắn chưa thằng này trở về chẳng những ngủ với gái còn rảnh rỗi đi cắt tóc trần dư lạnh lùng nói câm mồm trần dư nhìn khánh trần qua thị giác của phi thiền thần nữ khi trông thấy vết thương của đối phương đã lành thì lòng trùng xuống trần dư biết chỗ huyền vũ có vật cấm kỵ có thể giúp tranh vẽ phục hồi cho nên phỏng đoán khánh trần có lẽ sẽ thông qua vật cấm kỵ này khôi phục tình trạng bình thường mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng trần dư vẫn có dự cảm không may khánh trần lặng lẽ nhìn về hướng tận cùng hành lang Cây thường xuân màu xanh bị cắt tỉa gọn gàng, cẩu oa khảm trên vách tường gần đó, trợn to mắt nhìn Khánh Trần. Dường như ngay cả gã đều cảm giác rất kinh ngạc. Khánh Trần cười chào. Lâu không gặp. Trong lúc nói chuyện, bốn thần nữ từ trên cao lo xuống, cách xa hơn 10 mét đã phất lụa màu đỏ. Nhưng giây sau, ngoài tường dâng lên tia chớp, khoảnh khắc ánh sáng và bóng tối giao thoa, Khánh Trần bỗng xuất hiện trước mặt một phục ma kim cương. Hắn vung tay ra, nửa đường rút đao đen ra từ hư vô, đao đen này có thể chặt đứt cả vật cấm kỵ chém dọc theo cổ của phục ma kim cương, xẻ một đường thẳng tách đôi đối phương ra. Một nhát dao siêu bén, cực kỳ nhanh chóng, cơ hồ vô hình vô ảnh. Chém xong, thoạt nhìn thân thể của phục ma kim cương không sứt mẻ gì, một giây sau, thân hình khôi ngô kia mới dần sụp xuống hóa thành mây mù màu trắng tan biến trong không khí. Thần nữ lao đến, nhưng Khánh Trần biến mê cung nhà ma này thành sân nhà của hắn, mượn dùng ánh sáng và bóng dâm tùy xuyên qua, Bắt đầu từ bây giờ, trong mê cung nhà ma này chỉ có hắn đuổi theo người khác, không còn ai có thể truy sát hắn. Trong khoảnh khắc, hai bên công và thủ đổi chỗ, Khánh Trần không tiếp tục là con mồi, mà là thợ săn. Hắn yên lặng đứng, khép mắt lại, cẩn thận lắng nghe tiếng bước chân từ phương xa. Cam Mom, Trần Dư nhìn Khánh Trần qua thị giác của Phi Thiên Thần Nữ, khi trông thấy vết thương của đối phương đã lành thì lòng trùng xuống trần dư biết chỗ huyền vũ có vật cấm kỵ có thể giúp tranh vẽ phục hồi cho nên phỏng đoán khánh trần có lẽ sẽ thông qua vật cấm kỵ này khôi phục tình trạng bình thường mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng trần dư vẫn có dự cảm không may khánh trần lặng lẽ nhìn về hướng tận cùng hành lang cây thường xuân màu xanh bị cắt tỉa gọn gàng cầu oa khảm trên vách tường gần đó trợn to mắt nhìn khánh trần dường như ngay cả gã đều cảm giác rất kinh ngạc khánh trần cười chào lâu không gặp trong lúc nói chuyện, bốn thần nữ từ trên cao lo xuống, cách xa hơn 10 mét đã phát lụa màu đỏ. Nhưng giây sau, ngoài tường dâng lên tia chớp, khoảnh khắc ánh sáng và bóng tối giao thoa, Khánh Trần bỗng xuất hiện trước mặt một phục ma kim cương. Hắn vung tay ra, nửa đường rút đao đen ra từ hư vô. Đao đen này có thể chặt đứt cả vật cấm kỵ chém dọc theo cổ của phục ma kim cương, xẻ một đường thẳng tách đôi đối phương ra. Một nhát dao siêu bén, cực kỳ nhanh chóng, cơ hồ vô hình vô ảnh. Chém xong, thoạt nhìn thân thể của phục ma kim cương không sứt mẻ gì một giây sau thân hình khôi ngô kia mới dần sụp xuống hóa thành mây mù màu trắng tan biến trong không khí thần nữ lao đến nhưng khánh trần biến mê cung nhà ma này thành sân nhà của hắn mượn dùng ánh sáng và bóng đêm tùy xuyên qua bắt đầu từ bây giờ trong mê cung nhà ma này chỉ có hắn đuổi theo người khác không còn ai có thể truy sát hắn trong khoảnh khắc hai bên công và thủ đổi chỗ khánh trần không tiếp tục là con mồi mà là thợ săn hắn yên lặng đứng, khép mắt lại, cẩn thận lắng nghe tiếng bước chân từ phương xa. Thấy không? Tôi đã nói tha hắn về thế giới bên ngoài, đợi hắn thăng cấp bán thần là ông bó tay. Lúc trước cha của ông thua dưới tay Lý Thúc Đồng, bây giờ ông sắp thua trên tay Khánh Trần, có lẽ đây là số mệnh của bán thần Trần Thị mấy người. Kỵ sĩ có thể vĩnh viễn tiểu trên đầu mấy người. Ngậm miệng, Trần Dư giận dữ hết. Kỵ sĩ bán thần. Lại là kỵ sĩ bán thần, kỵ sĩ bán thần này ở trong mê cung nhà ma đến đi vô ảnh, khiến Trần Dư sung sức nhưng không đánh chúng đối phương được. Trần Dư bỗng cắt sách đùi, một hòa thần trúc dung hiện hình phun lửa đốt Lý Bình Hy thành cho. Nhưng Lý Bình Hy biến thành thì có người khác, lại một quỷ ảnh xuất hiện, rõ ràng là thần đại thiên xích nếu lúc trước ông hợp sức với tôi giết Lý Thúc Đồng và Khánh Trần thì làm gì có những chuyện này trong hôm nay. Ông cũng chết đi. Trần Dư gầm lên. Hỏa thần trúc dung nấu chảy thần đại thiên xích, hóa thành cho tàn. Trần Dư cứ thế đốt một đám bóng ma, mỗi khi đốt một con thì ý chí tinh thần của gã yếu ớt một phần. Mãi đến khi Trần Truyền Chi bỗng lạnh lùng nói mau đi báo thủ cho ta, bây giờ là thời cơ tốt nhất để giết nó, con sắp dùng hết lá bài chưa lật rồi. Hôm nay không giết còn chờ tới bao giờ. Ông cũng ngậm miệng. Trần Dư lạnh giọng nói. Hỏa thần Trúc Dung phun lửa như rồng bao bọc Trần Truyền Chi vào trong đó, nấu chảy. Mãi đến khi Trần Truyền Chi hoàn toàn biến mất, Trần Dư ngây ra một lúc, ý thức tạm tỉnh táo lại. Cha, nhưng cũng chỉ là một giây trần dư cười khẩy nói ông sớm nên chết rồi cũng nhờ tỉnh táo một giây khiến trần dư phản ứng lại bỗng cười nói thì ra các người đều không tồn tại các cậu là tôi tôi là các cậu trần dư nói xong ngồi trên lưng thanh ngư bỗng nhảy lên bỏ lại đám tâm quỷ trần dư cúi đầu nhìn lại lại thấy nhóm con quỷ đứng yên tại chỗ kỳ dị cười nhìn gã nhìn theo gã lên cao trần dư bình tĩnh xoay nhẫn ngọc bích trên ngón tay cái thản nhiên nói chỉ có thể thôi giờ thì trần dư không còn bức bối bất an nữa khi gã thức được tại sao chính mình thấy ảo giác thì mạnh mẽ thoát khỏi ô nhiễm tinh thần trói buộc mình ô nhiễm tinh thần không ngừng lại chẳng qua nhiễm rất chậm vị bán thần trần thị này ngồi nghiêng trên thanh ngưu đi tới chính giữa mê cung nhà ma cách mặt đất mấy nghìn mét nhìn xuống bố cục toàn bộ mê cung mãi đến lúc này gã mới phát hiện vách tường màu xanh trong mê cung hợp thành hoa văn thằn lằn to lớn phương bắc là đầu phương nam là đuôi trần dư cao mày nghĩ cách giải quyết nhưng dần phát hiện trừ phi lật ngửa tất cả con bài của mình nếu không thì chịu bó tay với khánh trần Khánh Trần ở trong mê cung này thoải mái hơn gã. Đầu tiên, lúc trước Trần Dư dựa vào ghi nhớ tuyến đường của đối phương, sau đó dùng ưu thế tốc độ của tranh vẽ bán thần nghiền nát Khánh Trần. Bây giờ thì sao? Trong mê cung không còn bóng dâm, ít nhất phải chờ 2 giờ sáng mới tìm được đường, Trần Dư dựa vào không bóng lúc này trở thành trưởng ngại lớn nhất của gã. Thứ hai, dù phi thiên thần nữ đuổi theo kịp thì làm được gì, Lúc chức phục ma kim cương có thể đuổi theo nghiền nát Khánh Trần, nhưng hiện tại nếu như phi thiên thần nữ đuổi theo là biến thành tặng đầu người. Kỵ sĩ bẩm sinh đã đứng trên đỉnh mỗi cấp bậc, hơn nữa tốc độ nhanh đến nỗi khiến người giận sôi máu. Hiện tại bốn phi thiên thần nữ cùng sông lên cũng chưa chắc chạm được cái bóng của đối phương. Còn nữa, mãi đến tận bây giờ, Khánh Trần chưa dùng thân thiết một lần nào. Cuối cùng, nếu đấu với người khác thì Trần Dư hoàn toàn có thể làm đối phương kiệt sức buộc phải chết trong mê cung. Khánh Trần không mang theo đồ bổ sung gì, trong dụ liên trên lưng thanh ngưu có nước và thức ăn. Nhưng vấn đề là, Khánh Trần là lữ khách thời gian, dù Trần Dư bỏ đói đối phương 7 ngày 7 đêm, kết quả đối phương trở lại ăn vài bữa no nê rồi trở về, ngược lại Trần Dư sẽ kiệt quệ. Hơn nữa thời gian tồn tại của tranh vẽ là 7 ngày, sau 7 ngày thì thần nữ và thủy thần cộng công đều phải tan biến. Làm sao đây? Trần Dư trong một chốc không nghĩ ra còn có biện pháp gì, trừ phi lấy ra con bài chưa lật. Là lúc này, Trần Dư cười lạnh, lại lần nữa cắt vỡ một bên đùi khác lại một hỏa thần trúc dung bay ra đứng lơ lửng bên cạnh gã trần dư không ngừng lại động tác cắt rách ngực áo lại là hai vị thủy thần cộng công phái hệ gia chủ trần thị đã cố gắng tính toán át chủ bài của trần dư nhưng còn đánh giá thấp tốc độ vẽ tranh của gã mặc dù trần dư là bán thần thăng cấp nhờ vào tử lan tinh nhưng gã vẫn là thiên tài trăm năm khó gặp của trần thị bốn vị thủy thần không tiếp tục đuổi theo khánh trần mà là đi tới bốn góc mê cung nhà ma bắt đầu tấn công kiểu chảy thảm, phun axit khủng bố lên mỗi tắc mê cung nhà ma. Axit như cơn lũ phun xuống đất, dòng nước đục cuồn cuộn tuôn vào từng hành lang, tràn ngập, nếu không phải mê cung này được tạo ra từ vật cấm kỵ thì hiện tại đã sớm bị xâm thực hỏng rồi. Axit hùng dũng chảy về phía trung tâm mê cung, chỉ một tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã ô nhiễm mấy km. Rất nhanh, bốn vị thủy thần tạm nghỉ, cách một tiếng sau lại chút xuống đợt axit mới, Khánh Trần cao mày, giống như hắn đã dùng biện pháp ngốc, Trần Dư giờ cũng bắt đầu sử dụng cách ngốc nhưng thực dụng nhất. Chỉ cần tối đa ba ngày thời gian, nguyên tòa mê cung đều sẽ biến thành ao axit, vậy thì hắn không có chỗ để đặt chân. Khánh Trần chậm rãi lui về phía sau, vừa thụt lùi vừa suy tư cách đối phó. Xông lên. Không được, Trần Dư và tranh vẽ bán thần đều ở trên cao, chính mình không có thủ đoạn lao lên đó. Dù là thần thiết cũng không chạm được một cọng lông tơ của đối phương, kỵ sĩ bán thần kém nhất là không có năng lực đánh trên trời hỏa thần trúc dung ở trên trời phun lửa chơi mình đành bất lực trần dư cũng nghĩ tới điều này nên mới kéo độ cao lên khiến chính mình đứng ở vị thế bất bại trước đã câu giờ khánh trần đăm chiêu lúc trước hắn bị ô nhiễm tinh thần nghiêm trọng như vậy trần dư tất nhiên cũng không khá hơn gì nhưng mình có thể kéo dài qua ba ngày không trong ba ngày này trần dư có tan vỡ không khánh trần không cách nào xác định không được không thể ở trong mê cung nhà ma này khánh trần cần tìm một nơi có thể mệt chết trần dư cho đến khi đối phương tan vỡ tinh thần thì thôi lao ra ngoài khu vực xe siêu tốc và mê cung nhà ma là không gian độc lập muốn lui ra ngoài chỉ có thể đi qua khu vực xe siêu tốc có hai cách rời đi thứ nhất là mở to mắt ngồi xe siêu tốc đến lối ra cách này không được tốc độ của xe siêu tốc không nhanh bằng tranh vẽ bán thần ngồi trên đó nhất định sẽ bị đuổi theo kịp Thứ hai là nắm chặt tay của đồng bạn, đi ngược ra ngoài, nhưng Khánh Trần không có đồng bạn, cách thứ nhất không thể dùng, cách thứ hai thì... Tia chớp lại lóe lên, Khánh Trần một lần nữa xuất hiện ở trước mặt cầu qua, kệ xác của đối phương khỏi vách tường mê cung, khiêng xác chạy ra ngoài. Trong hướng dẫn du khách cần biết có dặn là nắm tay đồng bạn, nhưng không nói rõ đồng bạn đó phải là người sống. Khánh Trần nhanh chóng tiến lên trong mê cung nhà ma, hắn một bên chạy một bên lớn tiếng nói trần dư ngày xưa cha ông không đánh lại sư phụ của tôi bây giờ ông cũng không đánh lại tôi chỉ có thể trốn trên trời lẽ nào ông không muốn báo thù cho cha ông à xuống đây chơi trần dư ngồi nghiêng trên thanh ngưu lạnh lùng cười phép kích tướng vô dụng tôi không đi xuống mà chú cũng tiêu rồi con trong kế hoạch của khánh trần thì trần dư hẳn là đã cơ hồ mất đi lý trí mới đúng rồi hai bên đánh túi bụi phân ra thằng nào đứng thằng nào nằm nhưng phát sinh ngoài ý muốn sau khi trần dư giết cha của mình trong ảo giác thì tận tỉnh táo lại người trần thị này ý thức được khánh trần đã thăng cấp bán thần lập tức bay lên bầu trời khiến chính mình trước đứng ở vị thế bất bại lúc trước trần truyền chi thua là bởi vì khi lý thúc đồng tới cửa thì không cho ông ta cơ hội lên cao trần dư sẽ không để mình phạm sai lầm giống cha nhưng mà ngay lúc này dưới đất bỗng vọng lên giọng của lý thúc đồng trần dư trong lòng giật nảy mình cúi đầu nhìn chờ thấy Lý Thúc Đồng khiêng xác chết của cậu oa lớn tiếng cười nói với Trần Dư Trần Dư, năm xưa cha của ông không đánh lại tôi, bây giờ ông cũng vậy. Trần Dư, xuống dưới danh di, chẳng lẽ không muốn báo thù thay cho cha ông sao? Trận chiến năm đó khiến ông ta thoái ẩn sớm, trong lòng ông có thấy hận không? Ông xuống dưới đi chứ. Mặt Trần Dư xám xịt, gã nhìn Lý Thúc Đồng ở dưới đất, dù biết rõ đây là Khánh Trần biến ra nhưng vẫn bị chọc tức. Khánh Trần thấy Trần Dư vẫn chưa xuống thì đổi thành bộ dạng Trần truyền chi thằng con trời đánh, vậy mà không báo thù giúp tao. Thằng con trời đánh, tao chết trong bất hận, thế mà mày không chịu báo thù hả? Thằng con trời đánh. Trần Du. Khánh Trần luôn mồm chửi Trần Dư bị chọc tức suýt khống chế tất cả bán thần giết qua. Các đời kỵ sĩ có thể giữ tư cách chút được không? Một vật cấm kỵ có thể dịch dung bị các ngươi chơi đủ trò. Trần Dư cúi đầu nhìn xuống Khánh Trần, Trần truyền chi lại xuất hiện bên cạnh ngã, đối phương lơ lửng trên cao, cưỡi thanh nu giống hệt gã. Thằng con trời đánh, nó ở đó kìa, tại sao không báo thù cho tao? Trần Dư gầm lên. Thằng già bám dai như đìa này. Ông hợp sức với người ngoài hại tôi à? Trong lúc nói chuyện, Trần Dư gọi về hỏa thần Trúc Dung muốn lại lần nữa đốt Trần Truyền Chi thành cho, nhưng đốt một người song sau lưng gã lại xuất hiện người khác. Khánh Trần ở bên dưới dùng gương mặt của Trần Truyền Chi tiếp tục hét to thằng con trời đánh, mày dám giết cha, vừa dứt lời chưa đợi trần dư đốt chết trần truyền chi mới thì bên trái lại xuất hiện một người nữa tần suất trần truyền chi xuất hiện gần như bằng mười câu khánh trần nói trên trời lại xuất hiện một trần truyền chi chỉ vài phút ngắn ngủi trần dư đã có thêm hơn mười người cha tâm quỷ của khánh trần là gương mặt khác nhau tâm quỷ của trần dư là biến thành một đám trần truyền chi giống hệt nhau nếu là lúc bình thường hai bên đều là người có lý trí hành động tấn công tinh thần này rất khó có hiệu quả nhưng trong công viên trò chơi này trần dư bị ô nhiễm tinh thần kế tấn công tinh thần cực kỳ độc mỗi hành vi trụ tâm đều khiến ô nhiễm tinh thần tăng tốc khánh trần muốn cho trần dư điên đối phương phải điên thì mới từ trên trời xuống dưới trần dư cũng không phải người thường gã thấy không thể trừ bỏ trần truyền chi thì chậm rãi cúi đầu nhìn người khởi xướng trong mê cung nhà ma mắt gã tràn ngập thù hận khánh trần vừa lợi dụng bóng dâm nhanh chóng di chuyển đồng thời suy nghĩ cách ứng đối Khánh Trần rất muốn giống như sư phụ Lý Thúc Đồng ném thép đánh rất tranh vẽ bán thần trên trời, nhưng đừng nói thép, trong mê cung nhà ma không có cả một cục đá. Tóc có thể làm dao mỏng, nhưng vấn đề là tóc quá nhẹ, không bay xa được. Mắt thấy diện tích axit trong mê cung nhà ma đã càng lúc càng lớn, không ở nơi này được nữa, trước hết Khánh Trần phải rời khỏi nơi này, tiếp đó tìm cơ hội dụ Trần Dư xuống. Trần Dư dường như cũng nhìn thấu ý tưởng của Khánh Trần, gã xua một thủy thần cộng công đi tới cửa ra mê cung nhà ma, dùng axit bao phủ nơi đó đường ra ngoài dài 100 mét, thân thiết của Khánh Trần cũng chỉ có thể vượt qua 90 mét. Trần Dư biết mấy trò này chưa đủ để giết Khánh Trần, nhưng gã có thể phế bỏ át chủ bài tên là thần thiết của hắn, đến lúc đó gã ở trên cao thật sự không sợ gì nữa. Nhưng Trần Dư cứ cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ, nhưng trong một chốc không nghĩ ra kỳ chỗ nào, dường như chính mình bỏ sót chi tiết gì, nghĩ mãi không ra. Khánh Trần đã đến gần lối ra, tranh vẽ bán thần khác rượt đuổi sau lưng, một thủy thần cộng công chặn ở đằng trước, phía trước có sói, đằng sau có cọp, còn có axit bít đường. Khánh Trần khiêng xác của cậu Hoa vẫn chạy không ngừng, chẳng hề có ý lùi bước. Giây sau, tranh vẽ bán thần ở phía sau chưa kịp đuổi theo thì trong một góc tường mê cung có một cái bóng tay trái kéo thuyền cái ách, tay phải cầm thuyền định xông tới trước mặt Khánh Trần. Đây là chi tiết lúc trước Trần Dư bỏ qua, thuyền cai ách ở cửa không biết mất từ khi nào. Axit không thể ăn mòn thuyền, đây chính là vật cấm kỵ khánh trần cực khổ kéo thuyền đi tới đi lui giờ thì thành dụng cụ then chốt trong lũ axit không cần dùng thần thiết khánh trần cố gắng trèo thuyền cái bóng nâng xác của cầu qua đi trong nước lũ sâu tận cổ sắp chạy ra mê cung muốn đi đâu dễ vậy trần dư cười lạnh trong phút chốc trần dư khống chế thủy thần cộng công chặn ở cửa giảm độ cao xuống gã định dùng cộng công tạm thời không có axit này đấu với át chủ bài của khánh trần bốn thần nữ ở phía sau cũng xông lên định chắn giết khánh trần ở đường ra mê cung nhà ma nhưng cộng công mới vừa hạ xuống độ cao 600 mét bỗng thấy Khánh Trần rút dây lưng. Vang một chuỗi tiếng rào rào, một chuỗi thẻ gỗ cột bằng sợi thừng đỏ đung đưa trong tay hắn. Đây là thẻ cầu phúc mà Khánh Trần lục soát từ người đối thủ. Khi thần nữ cùng cộng công đến gần tầm bắn, Khánh Trần ném mạnh tay phải. Thẻ cầu phúc mà mỗi người trong công viên trò chơi xem như bảo bối cứ thế xoay tròn bay cái vèo vào mặt cộng công. Bùm một tiếng, cộng công trốn tránh không kịp, đầu bị đánh nghiêng rớt xuống đất. Tay Khánh Trần liên tục vung từng tấm thẻ cầu phúc bốn phi thiên thần nữ và thủy thần cộng công chặn đường đi đều bị đánh méo đầu khánh trần sợ một tấm thẻ cầu phúc đánh không chết bọn họ thậm chí ném thẻ vào từng người trong lúc họ rơi mãi khi bốn thần nữ và thủy thần cộng công hóa thành mây mù màu trắng tan biến hắn mới dừng tay chỉ qua mười giây chư thiên thần phật thanh thế to lớn vậy mà chỉ còn lại hai vị hỏa thần trúc dung ba vị thủy thần cộng công thẻ cầu phúc giao lá mỏng trần dư giật nảy mình thẻ cầu phúc còn có thể dùng như vậy trong công viên trò chơi này trong tiềm thức mỗi người xem thẻ cầu phúc là vật phẩm vô cùng quý giả cũng là đạo cụ duy nhất của mỗi người cực kỳ nâng niu nhưng khánh trần thì không nghĩ như vậy hắn có hàng tá thứ này hơn nữa thẻ cầu phúc là kết quả của vật cấm kỵ công viên trò chơi ngân hạnh không thể tổn hại không thể phá hư lây vật cấm kỵ làm phi tiêu có kỵ sĩ nào giàu như hắn không lần phản kích này khiến trần dư ở trên không trung hoang mang bất ngờ trong một chốc không cách nào quyết định là nên tiếp tục chém giết hay tạm quan sát trên thực tế muốn chạy khỏi mê cung nhà ma không khó với tốc độ của khánh trần bây giờ đã hiểu rõ mê cung thủy thần cộng công chưa kịp chặn lại lối ra thì hắn đã chạy ra ngoài rồi nhưng khánh trần cố ý thả chậm tốc độ là để chế tạo một tình thế nguy hiểm cho mình khiến trần dư tìm được cơ hội giết hắn nếu không thì sẽ phải đánh ba ngày ba đêm mới xong khánh trần trèo xuống nhanh chóng đến lối ra khi lao ra thì hắn ngoái đầu lại phát hiện cầu qua bị cái bóng khiêng bị hòa tan chỉ một bàn tay do vừa rồi bị axit ăn mòn thôi cũng được dù sao trong hướng dẫn du khách cần biết chỉ nói là cầm tay của đồng bạn không bắt buộc bàn tay đó phải nằm trên thân thể người khánh trần đã mò rõ tất cả quy tắc trong công viên trò chơi khánh trần kéo xuống chạy hướng khu vực tàu lượn siêu tốc vừa chạy vừa nhớ lại nội dung trong hướng dẫn du khách cần biết phân tích từng chữ công viên trò chơi không có khu vực tàu lượn siêu tốc nhưng nếu bạn lỡ vào khu vực này thì hãy nhắm chặt mắt nắm tay đồng bạn của mình lùi ngược ra ngoài nếu không có đồng bạn thì hãy mở to mắt cưỡi tàu siêu tốc đến lối ra nhớ kỹ không được chớp mắt đầu tiên phải vào khu vực tàu lượn siêu tốc trước đi vào rồi thì quy tắc này mới có thể áp dụng khánh trần đến chỗ cửa quay cúi đầu quét võng mạc nhưng mà lúc này hắn bỗng nhiên giật nảy mình bởi vì hắn cũng nhìn thấy trong máy có một con mắt màu xanh đang nhìn mình chằm chằm hắn ngẩng đầu chớp chớp mắt lại nhìn vào trong con mắt màu xanh biến mất Giờ này khắc này, ngay cả Khánh Trần đều không cách nào xác định mình bị thuật thôi miên có khắp nơi trong công viên trò chơi ô nhiễm tinh thần, hay trong máy thật sự có một trong mắt màu xanh kỳ dị. Cửa quay mở ra, Khánh Trần không kịp suy nghĩ nhiều vội xông vào. Trong tay hắn cầm bàn tay tàn của cậu oa, nhắm mắt lùi ra sau. Khoảnh khắc hắn khép mắt lại thì một khuôn mặt quỷ trắng bệch đột nhiên xuất hiện trong bóng tối trước mắt. Khánh Trần vượt qua nỗi sợ không tả được, tiếp tục lùi lại, mãi khi đụng vào cửa quay ở sau lưng mình, khánh trần mở mắt ra hắn còn trong tàu lượn siêu tốc chưa thoát khỏi khu vực này là sao chẳng lẽ là chính mình làm không đúng sao rời đi khu vực tàu lượn siêu tốc cần có mấy điều kiện một là cầm tay của đồng bạn hai là nhắm mắt ba là thụt lùi khánh trần ngạc nhiên nghi ngờ chẳng lẽ là bởi vì đồng bạn không thể chỉ còn lại một bàn tay sao hoặc là phải nắm tay tất cả đồng bạn nếu vậy thì chính mình phải quay về mê cung nhà ma mang tay của tất cả đồng bạn đến nhưng vậy thì không cầm xuể khánh trần nhìn tàu lượn siêu tốc to lớn ở trước mặt có khi nào do điều kiện thụt lùi không phù hợp hướng dẫn du khách cần biết nói thụt lùi không phải khiến chính mình thụt lùi mà là khiến tàu lượn siêu tốc thụt lùi nhà ma và tàu lượn siêu tốc là khu vực độc lập dường như chỉ cần không tìm được phương hướng chính xác thì du khách ở bên trong vĩnh viễn không cách nào ra ngoài nói chính xác hơn thì nơi này kỳ thực là cái quỹ lý thần đàn nhốt hết những kẻ xúc phạm quy tắc của công viên trò chơi vào trong đó tươi sống nhốt chết kẻ ác ma thì thầm này có trái tim tàn nhẫn hơn nhậm tiểu túc nhiều. Hiện tại, Khánh Trần không ra được, Trần Dư cũng không ra được. Đến lúc đó cho dù Khánh Trần làm Trần Dư chết dần chết mòn, mỗi lần hắn xuyên qua cũng đều chỉ có thể như ngồi tù, chịu đói 7 ngày trong chỗ này rồi quay về thế giới bên ngoài. Khi trở về mình sẽ nói cho Huyền Vũ rằng mình bị nhốt ở chỗ này vì giúp anh ta đoạt quyền. Vì không để mình đói chết ở chỗ này, cho nên anh ta phải cho mình mượn nhẫn không gian dùng để mang theo thức ăn nước uống. Khánh Trần nói thầm đi hướng tàu lượn siêu tốc, ý hay, Khánh Trần mơ ước nhẫn không gian không chỉ, một, hai ngày, bây giờ vừa lúc có cơ hội tốt. Khi thần Phật ở trên trời rình rập, Khánh Trần đi tới chỗ xếp hàng của tàu lượn siêu tốc. Ở cửa treo tấm biển, khu vực này mở cửa từ 18 giờ đến 24 giờ, từ 0 giờ đến 6 giờ. Khánh Trần ngơ ngác nhìn, thứ này chỉ được chơi vào ban đêm. Trần Dư ở trên trời lạnh lùng nhìn Khánh Trần đứng yên tại chỗ suy nghĩ, tên này rang danh rang rỡ với mình, giết hai vị phục ma kim cương bốn vị phi thiên thần nữ một vị thủy thần cộng công của mình chưa đánh xong thì chạy đi suy nghĩ quy tắc của công viên trò chơi trần dư lạnh lùng cười thằng kia mày cảm thấy chính mình nắm chắc thắng lợi rồi khuôn mặt của khánh trần lại biến thành trần truyền chi thằng con trời đánh im lặng một lúc để cha mày tập trung suy nghĩ trần dư cười lớn như kẻ điên muốn chết trần dư sử dụng ba thủy thần cộng công còn lại ở trên trời đổ cơn mương xích xuống một trận mưa lớn phủ lên phạm vi mấy km ba thủy thần cộng công rất cẩn thận, vẫn không hạ độ cao, Khánh Trần không làm gì được. Đây là nguyên nhân họa sĩ Trần Thị muốn vẽ thủy thần cộng công, chỉ cần có một thủy thần cộng công ở trên trời giáng một trận mưa, trong khoảnh khắc lập tức có thể ăn mòn một đội quân ở dưới đất, dù cho kẻ địch trốn trong xe bọc thép thì chiếc xe cũng bị axit ăn mòn. Khánh Trần vội vàng cưỡi lên cổ của cái bóng, dùng thuyền đội lên đầu, cái bóng không ngay ngãi nước động dưới đất còn thuyền tránh được axit rơi xuống bộ dạng này chẳng giống một bán thần chút, nhưng Khánh Trần thăng cấp bán thần ngắn ngủi, tạm thời không có gánh nặng hình tượng đó lắm, hắn chỉ cần thực dụng. Tuy chật vật nhưng có tác dụng miễn hữu dụng là được. Nếu không phải không thể mang đồ trong công viên trò chơi ra ngoài, nó là một phần trong vật cấm kỵ thì Khánh Trần tuyệt đối sẽ mang thuyền cai ách đi như vật kỷ niệm, đã dùng nhiều đến mức có tình cảm rồi. Lúc này, lại thấy cái bóng cũng Khánh Trần chạy tới chạm rừng của tàu lượn siêu tốc. Nhưng tàu lượn siêu tốc đơn độc đậu độ ở trạm rừng, không có nút ấn không có mục để chọn giống như chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi lên tiếp theo dựa vào sự may mắn quyết định cho nên chính mình phải thụt lùi đi đâu khánh trần ngẩng đầu ngước nhìn quỹ đạo của tàu lượn siêu tốc quanh có khúc khuỷu trên bầu trời nó không chỉ chạy dưới đất du khách cưỡi nó lướt qua bảy vòng tròn lớn rồi sẽ trải qua góc ngoặt cua gấp quỹ đạo sẽ tách ra làm hai ở đây tận cùng gần như đều lo thẳng vào bóng tối chưa biết không biết đi thông nơi nào tức là lựa chọn khác nhau, tàu lượn siêu tốc sẽ đưa mình đi vị trí khác nhau. Hai đường hầm bóng tối như chiếc hộp bí ẩn, một cái sống, một cái chết. Khánh Trần suy nghĩ, không được, trong hướng dẫn du khách cần biết không chừng có cạm bẫy, nhất định phải nhảy ra mô thức tư duy mà Lý Thần Đàn định sẵn, nhảy ra ngoài bắt lấy từ khóa. Hoặc là đoán được tư duy của Lý Thần Đàn. Khánh Trần hứng lấy cơn mưa xít, âm thầm suy nghĩ, giống như bán thần ở trên đời không tồn tại. Khánh Trần nhớ lại lần đầu gặp Lý Thần Đàn, đối phương ở góc đường làm ảo thuật cho đám nhóc xem. Đối phương ném một đống bài tây, sau đó biến mất trong mưa bài. Thân phận ảo thuật gia của kẻ ác ma thì thầm rất nổi tiếng, đến mức trong liên bang không có bất cứ ảo thuật gia nào có thể nổi tiếng ngang hàng với ông. Cho nên, ảo thuật gia giỏi nhất là cái gì? Bọn họ giỏi nhất là cho khán giả xem thứ bọn họ muốn khán giả thấy. Một khi bị bọn họ khống chế sự chú ý, vậy thì sau đó ảo thuật mà bạn xem sẽ thần kỳ như phép thuật vậy. Cho nên, muốn phá giải ảo thuật phải bỏ qua thứ ảo thuật ra cố ý cho bạn nhìn thấy. Lúc này, Khánh Trần bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng mê cung nhà ma, đầu óc xoay chuyển nhanh. Giây sau, Khánh Trần đột nhiên điên cuồng chạy về. Khi kỵ sĩ bán thần chạy nhanh hết sức thì thân thể để cái bóng trong tầm nhìn, thần Phật trên trời sơ sẩy suýt bị hắn chạy thoát. Khánh Trần giống như mũi tên rời dây cùng lướt qua cửa quay trong khu vực tàu lượn siêu tốc. Đã bị nhốt ở đây rồi, lúc này còn quan tâm gì tới quy tắc hay không? Cứ xông thẳng thôi. Trần Dư ở trên trời nhìn cảnh này, hành động đột ngột kỳ dị của Khánh Trần khiến gã không kiềm được giật nảy mình. Khánh Trần tìm được phương pháp ra ngoài. Không gian kỳ dị này giống như cái cũi, trên trời là giả, lên độ cao 3.000 mét sẽ đụng chạm đến biên giới. Biên giới mênh mông vô bờ trong không gian này cũng là giả, đi đông chạy tây hơn 200 km thì sẽ bị lực lượng vô hình ngăn lại. Lúc ấy Trần Dư đã hiểu, công viên trò chơi không phải một vật cấm kỵ mà là hai, Bọn họ nhìn thấy cây ngân hạnh là vật cấm kỵ thứ nhất, sau khi qua cầu trượt sẽ kích phát quy tắc nào đó đi vào vật cấm kỵ thứ hai. Tác dụng của hắc diệp nguyên là thủ hộ, tác dụng của kinh đảo là sản xuất thức ăn số lượng nhiều, vật cấm kỵ chỗ tàu lượn siêu tốc này có tác dụng là giam cầm. Trần Dư cười lạnh hỏi dò, "Ê, chú vừa cực khổ chạy ra mê cung kia mà sao bây giờ chạy về rồi?" Khánh Trần lần này thậm chí không giả làm Trần Truyền Chi, chỉ cắm đầu chạy đến mê cung hắn bày ra sức mạnh thân thể của kỵ sĩ bán thần chỉ chạy lấy đà cộng thêm nhảy cao hoàn toàn không dựa vào thần thiết đã như vận động viên nhảy ba bước vượt qua khoảng cách một trăm mét lối vào không giả vờ nữa lật ngửa bài kỵ sĩ bán thần oách vậy đấy tinh túy của thần thiết ở chỗ nhanh nhanh đến mức giống như ánh sáng không thể trốn tránh nhưng bàn về vượt qua cự ly thì thân thể hiện giờ của khánh trần càng có lợi hơn trần dư thấy khánh trần không tiếp tục khiêu khích chính mình không tiếp tục trào phúng chính mình khiến gã ngược lại ngồi không yên bên cạnh gã là hơn một trăm người cha cưỡi thanh ngưu đồng thanh kêu lên hắn tìm được lối ra đến lúc đó hắn ra ngoài may ở lại đời này sẽ bị nhốt chết ở đây thức ăn trong túi chỉ đủ chống đỡ ba ngày nhưng sau ba ngày thì mày sẽ làm sao trần dư lạnh giọng đáp lại tôi còn không tìm được lối ra dựa vào cái gì hắn có thể tìm được nơi này là chiếc lồng mà lý thần đàn đặt ra không ai có thể ra ngoài hơn một trăm người cha nói cùng lúc lý thúc đồng đã từng xông ra kỵ sĩ có thể ra ngoài Trần Dư nhíu mày nhìn về hướng mặt dắt, dây sau, gã cưỡi thanh ngư cũng hạ độ cao. Ba thủy thần cộng công, hai vị hòa thần trúc dung cùng nhau điên cuồng bay hướng Khánh Trần. Mưa axit từ trên trời rơi xuống, nhưng chúng nó còn chưa tới lên người Khánh Trần thì hắn đã chạy ra phạm vi mưa axit. Trần Dư quá quý mạng sống của mình, cộng công thì bay quá cao, nên giọt mưa từ trên cao rơi xuống không theo kịp tốc độ của Khánh Trần. Trần Dư nhận ra vấn đề này, lập tức khống chế cộng công cùng trúc dung hạ độ cao, hơn một trăm người cha giận dữ hết, ngăn lại hắn. Trần Dư bị ô nhiễm tinh thần càng lúc càng nghiêm trọng, gã cũng biết điều đó. Trần Dư nhanh chóng giảm độ cao, mắt dõi theo bóng dáng của Khánh Trần không rời phút nào, gã muốn biết phương pháp ra ngoài của Khánh Trần. Cũng là lúc này, bóng dáng của Khánh Trần nhanh nhẹ nhảy vọt trong mê cung, nhiều đợt xét đánh đưa hắn đến vị trí trung tâm mê cung, thậm chí còn chuẩn xác tránh đi khu vực axit. Trần Dư ngẩn ngơ, bởi vì gã từ trên cao trông thấy vị trí Khánh Trần đang xông tới là đầu của thần lằn thủ cung tổ hợp từ tường mê cung. Hai vị hỏa thần Trúc Dung đã đuổi tới nơi, bọn họ ra sức phun ra biển lửa, cái bóng đột nhiên nhận lấy thuyền cai ách ngăn ở sau lưng Khánh Trần, lấy thuyền cai ách làm khiên, đứng vững tại chỗ. Biển lửa như sóng chiều đổ ập xuống, nhưng khi tới trước mặt cái bóng thì biển lửa bỗng dễ làm hai. Tựa như nước biển đụng phải đá ngầm cứng rắn. Khánh Trần có thể cảm giác được tóc, lông mày của mình đang xoắn lại trong nhiệt độ cao, cái bóng bị nhiệt độ cao trên trời nung chảy, bùm một tiếng, thuyền cai ếch rơi xuống đất. Trần Dư cười nhạt, hỏa thần trúc dung bay hướng Khánh Trần. Nhanh, nhất định phải nhanh hơn chút nữa, trước khi Trần Dư lấy ra đòn sát thủ khác, Khánh Trần lại lần nữa tăng tốc. Trần Truyền Chi ở trên trời phát ra tiếng giống cuối cùng, hắn sắp chạy trốn, giết hắn. Trần Dư không quan tâm Trần Truyền Chi, chỉ nhìn chăm chăm vào Khánh Trần. Lúc này là hai giờ sáng, ánh trăng rốt cuộc chiếu ra cái bóng trên tường mê cung. Trên trời, hai vị trúc dung dùng đầu ngón tay kết ấn, phun ra luồng lửa cuồn cuộn còn hơn trước, nhưng lần này bọn họ không nhắm vào Khánh Trần, mà là nơi hắn định đi, miệng của thần làn thủ cung. Lửa đỏ thắm chiếu sáng trời đêm, lửa từ trên cao đổ xuống đất. Khuôn mặt của Khánh Trần bị chiếu sáng, nhưng trông hắn giống như là không nhìn thấy nguy cơ ập đến, hắn xuyên qua từng bức tường mê cung chạy tới đích. Hắn không chút do so dự ném một tấm thẻ cầu phúc về phía hành lang mê cung thật dài. Thẻ cầu phúc bay vào bóng sáng rồi biến mất. Khánh Trần nhảy người lên, cũng biến mất trong bóng sáng. Nhìn từ trên trời trông như Khánh Trần tự lao vào miệng con thần lằn thủ cung. Trần Dư thầm giật mình. Mãi đến giây phút này, lửa mới rốt cuộc trải thành tấm thảm đỏ lớn dưới đất. Nhưng Trúc Dung vẫn muộn một bước. Trong quá trình này, Khánh Trần chỉ cần hơi trần trừ không chấm một giây thì kết cục sẽ thay đổi. Trong mê cung yên tĩnh lại, Trần Dư bỗng bay lên cao, nhìn khắp mê cung nhưng không thấy bóng dáng của Khánh Trần. Không có, thật sự không có, khánh trần cứ như vậy biến mất biến mất ngay trước mắt gã giống như ảo thuật gia thần kỳ mặc áo đuôi én màu đen đứng trên sân khấu là màn ảo thuật biến mất không thể phá giải ngay trước mắt khán giả thủy thần cộng công hạ xuống trước lần này ngay cả trần dư đều cưỡi thanh ngưu hạ xuống ngạc nhiên nghi ngờ nhìn hành lang mê cung màu xanh thật dài hành lang dài trống rỗng như cái miệng quái thú khổng lồ nuốt chửng khánh trần sau lưng trần dư lại xuất hiện trần truyền chi mới hắn đã đi ra ngoài hay là mày cướp thẻ cầu phúc của người khác làm thử xem Trần Dư lần này không phản bác, gã nhảy xuống từ lưng Thanh Ngưu, lấy thẻ cầu phúc ra khỏi túi, ném ra ngoài. Thẻ cầu phúc giống như Khánh Trần biến mất ở biên giới ánh sáng và bóng. Trần Dư nhíu mày, gã không chế một thủy thần cộng công đi vào. Trần Dư thầm hét lên. Nguy rồi. Thủy thần cộng công đi qua mảnh ánh sáng và bóng đó, thứ nhìn thấy cũng không phải thế giới bên ngoài, vẫn là trong mê cung. Trần cộng công đụng vào thuyền cai ách bị úp ngược dưới đất, Thuyền cai ách thoảng chốc bị lật lên, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của thiếu niên bán thần núp bên dưới. "Thần thiết." Khánh Trần biến mất tại chỗ, bóng dáng của hắn lướt qua cộng công, tay cầm ngược đao đen cắt qua cổ của đối phương. Trong phút chốc Khánh Trần lại xuyên về ánh sáng và bóng, đến trước mặt Trần Dư. Trên thực tế, hắn căn bản không nghĩ ra cách rời khỏi đây, hoặc nên nói, hiện tại hắn không định rời đi. Khánh Trần chỉ làm cho ảo thuật cho Trần Dư thấy. Lúc Khánh Trần ở tàu lượn siêu tốc suy nghĩ, hình tượng đầu óc của hắn thông minh từ xưa tới nay đã in sâu vào lòng người. Nên khi Khánh Trần chạy nhanh vòng về, Trần Dư theo bản năng cảm thấy hắn tìm được phương pháp. Nhưng hắn trở về cũng không phải muốn rời đi, mà là đặt thuyền cai ách ở nơi hắn sắp núp vào, không phải tùy tiện vứt xuống dưới đất. Thoạt nhìn dường như là biển lửa nhấn chìm cái bóng, nhưng đây kỳ thực là vị trí Khánh Trần cố ý chọn, là vị trí hắn tìm từ 18.000 con đường. Khi Khánh Trần ném thẻ cầu phúc xuyên qua ánh sáng và bóng, hắn và thẻ cầu phúc đều không rời di mê cung, mà là xuất hiện trong thuyền cai ếch bị vứt bỏ này. Nhưng nhìn từ trên trời thì Trần Dư hoàn toàn không ngờ ở nơi gã tự tay giết chết cái bóng, thuyền cai ếch rơi xuống còn cất dấu bí ẩn. Đây là điểm quan trọng thật sự của ảo thuật, cho khán giả xem thứ họ muốn thấy, lợi dụng tất cả những thứ có thể lợi dụng, là một màn trình diễn đặc sắc. Ảo thuật gia, dâu cơ cho nên khi trần dư nhìn từ trên cao thì không thấy khánh trần đinh ninh khánh trần thật sự rời khỏi trần dư đáp xuống là muốn bắt chước phương pháp này để rời đi nhưng trần dư cũng không phải tên ngốc khi thủy thần cộng công xuyên qua ánh sáng và bóng dâm đụng phải chiếc thuyền cai ếch gã lập tức hiểu điểm bí ẩn của màn ảo thuật này một chiếc thuyền cai ếch bình thường biến thành đạo cụ mẫu chốt trong ảo thuật nhưng bây giờ trần dư mới hiểu ra thì đã muộn buổi biểu diễn này chỉ có một mục đích là lừa trần dư xuống dưới không đánh bại Trần Dư thì sao Khánh Trần đi được? Đây là người mà Khánh Trần muốn giết nhưng không thành công, Khánh Trần phải giết gã. Giờ này khắc này, Khánh Trần đã giết chết một thủy thần cộng công, bóng người của hắn xuyên qua các tầng bóng và ánh sáng đi tới trước mặt Trần Dư. Trần Dư vội bay ngược về, thanh ngư bên cạnh gã hung hăng húc Khánh Trần. Còn lại hai vị thủy thần cộng công cùng phun ra sóng axit như nước lũ. Thần thiết, tia sáng rực rỡ lại lóe lên, Khánh Trần tay cầm đao đen xuyên qua xít, vượt qua Thanh Ngư, lại lần nữa đi tới trước mặt Trần Dư. Mặc cho Trần Dư lùi cỡ nào đều có vẻ như không thể thoát khỏi tốc độ của Khánh Trần. Trước tốc độ tuyệt đối, hết thảy lực lượng, mưu kế tất cả đều thành cho. Chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay cái của Trần Dư hóa thành lá chắn như tổ ong màu xanh ngăn đường đi của Khánh Trần. Lại thần thiết. Hình bóng của Khánh Trần một lần nữa thành tia sáng xuyên qua lá chắn, giống như trên thế giới này từ trước đến giờ đều không tồn tại thứ có thể ngăn trở hắn, ngay cả vật cấm kỵ cũng không được. Khánh Trần luôn giấu thần thiết chỉ vì giây phút này phá vỡ hết thảy trở ngại. Một niệm đánh ra, nghìn núi không ngăn được. Đây là tốc độ tuyệt đối. Trần Dư lần này thật sự luống cuống, vươn tay nắm lấy cái gì, giống như sắp rút sức mạnh nào đó ra từ hư vô, giống Khánh Trần rút đao đen từ trong hư vô ra. Nhưng khi Trần Dư nhìn hướng Khánh Trần bỗng phát hiện mặt mũi của thiếu niên thay đổi, không phải Lý Thúc Đồng, cũng không phải Trần Truyền Chi, mà là Khánh Chuẩn. Đây là tâm ma lớn nhất trong lòng Trần Dư, thành ma chướng đến mức dù gã bị ô nhiễm tinh thần đều không dám đối diện. Trần Dư nhìn khuôn mặt của đối phương, giống như trở lại cái đêm bên ngoài vùng đất cấm kỵ số 002. Gã lại nhìn thấy vị thần đó. "Trần Dư, tôi là ngọn núi cao mà ông cả đời không thể leo qua, từ hôm nay trở đi, mỗi khi ông nhớ đến tôi sẽ cảm thấy hoảng sợ, đường tu hành của ông hôm nay sẽ cắt đứt." Trần Dư thậm chí nghe thấy người kia tại bên tai nhỏ giọng nói, "Tuế Nguyệt." Đối phương chỉ thả nhẹ một câu, Tuế Nguyệt thì mọi thứ bỗng dừng lại. Trong khoảnh khắc này, suy nghĩ của Trần Dư hoàn toàn rối loạn, rơi vào ô nhiễm tinh thần. Khánh Trần đã đến trước mặt gã. "Trần Dư, tạo trở về rồi đây, vì những người không về được." Trong mấy ngày Khánh Trần và Trần Dư tính kế đó, thậm chí lâu hơn chu kỳ trở về, trong cuộc chiến bán thần ít khi có trận ác chiến kéo dài mấy ngày thế này, hai bên đều mệt cả tinh thần và thể xác. Nhưng chiến đấu thật sự là khi vừa bắt đầu cũng đã chấm dứt. Bán thần Trần Thị bị kỵ sĩ bán thần gần người là lúc số phận lặng lẽ viết kết cục cho gã. Khoảnh khắc Trần Dư trợn to mắt mờ mịt ngơ ngác là lúc Khánh Trần lướt qua vai gã, nhưng mà Trần Dư không chết. Gã cảm giác có sợi tơ lạnh lẽo quấn cánh tay mình, thân thể mất quyền kiểm soát. 4 giờ sáng, trong biệt thự của tập đoàn Trần Thị trong thành phố số 7, Huyền Vũ và Dát mở mắt ra cùng lúc trong một căn phòng mờ tối. Dát nhỏ giọng nói, "Bọn họ chắc đã ngủ rồi." Ông Huyền Vũ đứng lên bình tĩnh trả lời, "Đi." Huyền Vũ buồn ngủ lắm, nhưng không dám ngủ, sợ lần này tỉnh lại không phải chính mình, mà là Tiểu Vũ. Tiểu Vũ không thể xử lý tình huống nguy hiểm hiện tại được. Lúc trước Huyền Vũ dẫn dắt trở về Trần Thị, không có nhiều người biết Trần Dư đang ở trong vùng đất cấm kỵ số 001 đánh với Khánh Trần, chỉ có ông nội và mẹ của anh ta biết. Người khác chỉ biết Trần Dư rời khỏi thành phố số 7, nhưng cũng không biết đối phương đi nơi nào, cho nên khi gián điệp của Nhện Đen cài vào bên cạnh kinh biết được rằng người điều khiển rối rõ ràng hướng đi của Khánh Trần và Trần Dư trái tim của Khánh Trần chìm xuống tận đáy vực. Có lẽ ông nội và mẹ của Huyền Vũ đều đã bị chế thành con rối. Nghĩ đến đây, lửa giận bốc cháy trong lòng huyền vũ. Nhưng huyền vũ rất rõ ràng, bọn họ hiện tại có lẽ đã rơi vào ở giặc quyết không thể hành động thiếu suy nghĩ. Phải ra khỏi đây trước, liên hệ Khánh Trần, tiếp đó lại nghĩ cách. Hai người gión rén đứng lên, lặng lẽ ra ngoài, nhưng vừa mở cửa thì từ bóng tối trong hành lang truyền đến tiếng cười tôi rất tò mò. Các người làm sao phát hiện là bên chỗ kinh có vấn đề? Huyền Vũ vụt ngoái đầu, lại thấy hơn 10 người sớm đứng trong hành lang, nở nụ cười kỳ dị nhìn bọn họ gia chủ trần thị quản gia nhiều cao thủ họa sư toàn bộ thành con rối mẹ của huyền vũ thì bị kìm kẹp không nói một lời giát quay đầu nhìn về hướng huyền vũ làm sao đây lúc này một tên họa sĩ trẻ cười nói thường thì tôi không thích chế tạo người già thành con rối bởi vì quá trình tạo con rối rất phức tạp chu kỳ dài cho nên chế tạo người già thành con rối không có lợi nhưng vị này thì khác thân phận địa vị của ông ta hơi đặc biệt có giá trị cao đặc biệt là hiện tại Khánh Trần còn giúp tôi quét sạch chướng ngại lớn nhất trong nội bộ Trần thị của ông ta. Người này nói xong, họa sĩ trẻ khác ở một bên cười nói, "Tôi biết Khánh Trần đã thăng cấp bán thần, tôi cũng tin tưởng sự thần kỳ của hắn, cho nên Trần Dư Tuyệt đối không sống ra khỏi vùng đất cấm kỵ số 001 nổi." Trần thị là tập đoàn thứ nhất bị tạo kiểm soát, có lẽ sắp có tập đoàn thứ hai Huyền Vũ mắng cái đê mama." Họa sĩ trẻ cười nói, "Chú cũng là người đi căn cứ dưới lòng đất rồi, chắc biết rõ tôi không có mẹ, cũng không cách nào cảm nhận ý nghĩa trong câu mắng của các người." Huyền Vũ nhìn về hướng mẹ của mình, Trần Ngưng Chi, giờ thì anh ta không thể xác định mẹ của mình có phải cũng bị chế thành con rối hay không. Theo lý thuyết, toàn bộ trang viên đều đã bị người điều khiển dối điều khiển, mẹ của Huyền Vũ sống trong này quanh năm thì không thể nào may mắn thoát khỏi. Nếu ông nội và mẹ đều đã thành con rối, sự tình đã không cách nào cứu vãn, vậy điều Huyền Vũ nên làm là lao ra ngoài. Họa sĩ trẻ cười nói, tôi biết cậu đang nghĩ cái gì, nhưng cậu dám cực không? Huyền Vũ nhìn về hướng mẹ mẹ có ổn không? Trần Ngưng Chi bình tĩnh nói Tiểu Vũ, đừng do dự thiếu quyết đoán, mẹ hết đường cứu rồi, con đi đi." Nhưng Trần Ngưng chi càng nói như vậy, trái tim của Huyền Vũ như bị người bóp chặt. Huyền Vũ nhìn họa sĩ trẻ kia ông muốn cái gì? Họa sĩ trẻ cười nói, "Tôi muốn cậu phối hợp với tôi lừa Khánh Trần tới đây, ông nội của cậu đã không thể cứu nhưng mẹ của cậu chưa phải con dối, cậu chỉ cần gọi Khánh Trần đến, tôi sẽ trả mẹ lại cho cậu huyền vũ nhíu mày, hiện giờ Trần Dư không ở đây, người điều khiển dối đã nắm Trần Thị trong tay, phe phái của Trần Dư như rắn mất đầu, căn bản không cách nào đối kháng với phe phải gia chủ. Dù Khánh Trần thăng cấp bán thần cũng không thể nào trực tiếp dẫn quân đội Khánh Thị đấu với Trần Thị, nếu đối phương thật sự bị lừa đến, rất có thể sẽ chết ở phương Nam. Một bên là Khánh Trần, một bên là mẹ. Trần Ngưng Chi nói Tiểu Vũ, đừng làm chuyện bán đứng bạn, Rát ở một bên bỗng nhiên nói, kêu ông chủ của tôi lại đây làm gì? Người ta đều đi đường vòng né ông chủ, tôi chưa từng gặp ai to gan như cậu. Họa sĩ trẻ bị nói á khẩu, suy tư nửa ngày đáp lại, khánh trần cũng chỉ là một người phẩm tục, hắn không phải làm được tất cả. Rát, chờ chết đi. Họa sĩ trẻ cười lớn, làm phiền hai vị ở tạm trong ngục giam bí mật của trang viên, tôi nghĩ các người ở nơi đó, có lẽ sẽ suy nghĩ rõ ràng nên làm như thế nào. Huyền Vũ bỗng nhiên nói thật ra ông không phải muốn khánh Trần, ông chỉ muốn giữ bọn tôi ở đây để biến thành con rối của ông. Chiến sĩ ghen đứng cạnh Trần Ngưng Chi hơi gồng sức, lưỡi dao bén cắt một vệt máu trên cổ Trần Ngưng Chi. Huyền Vũ vốn muốn lao ra nhưng cuối cùng buông bỏ, rát, cậu hãy đi đi, tôi ở lại. Nói cho Khánh Trần biết chuyện phát sinh ở đây. Rát lắc đầu, nói tôi còn muốn xem ông chủ làm thịt thằng nó, tôi không đi. Đi dùng đi cha nội. Anh không phải ông chủ của tôi, sao phải nghe lời của anh? Huyền Vũ, hai người cùng bị áp giải đến nhà giam bí mật, nơi đó được đúc bằng hợp kim, rát không thể dựa vào năng lực giác tỉnh để chạy đi. Dọc đường, rát nhỏ giọng lầm bẩm ấy không biết ông chủ đang làm gì nữa. Lúc này Khánh Trần đang kiểm kê chiến lợi phẩm của mình. Đầu tiên là chiến lợi phẩm to nhất của trận chiến này, Trần Dư ước chừng từ khi điều khiển dối tách ra đến bây giờ đây là lần đầu khống chế bán thần, thế cho nên khi sợi tơ quấn lấy cổ tay của Trần Dư thì hoàn toàn trong trạng thái phấn khởi, mấy sợi tơ như xúc tu của bạch tuộc múa máy lung tung, từng chiếc xúc tu đung đưa bên cạnh khánh trần ân cần như cún chỉ còn thiếu chắp tay váy hắn phỏng chừng các đời chủ nhân cũng chưa từng gặp bộ dạng này của điều khiển rối khánh trần lấy giấy và bút từ trong túi trên lưng của thanh ngưu khống chế trần dư nhanh chóng vẽ một bức tranh rồi xé nát nhưng không có chuyện gì xảy ra họa sĩ trần thị vẽ tranh là một lưu trình cực kỳ phức tạp không phải khánh trần muốn vẽ sao thì vẽ hắn khống chế trần dư cởi hết đồ ra trần chuồng đứng ở trong mê cung cánh tay trái cánh tay phải đùi trái đùi phải ngực trái ngực phải khánh trần thở dài nói không chừa một hình xăm nào khánh trần lại lục lọi túi trên lưng thanh ngưu xác nhận đối phương hủy hết tranh vẽ thì thầm nhủ xui xẻo chính mình vất vả khổ cực tính kế vài ngày với trần dư vác thuyền cai ếch chạy khắp nơi làm ảo thuật cho trần dư kết quả chỉ được một cái xác rỗng khánh trần nhỏ giọng lẩm bẩm họa sĩ trần thị mà không có tranh vẽ thì được ích lợi gì cùng lắm là tố chất thân thể tốt hơn chiến sĩ gen cấp A một chút, nhưng năng lực chiến đấu giảm mạnh, còn thua bóng của mình. Phải biết rằng, con rối bị điều khiển rối khống chế vẫn giữ tư duy, sau khi Trần Dư mất quyền kiểm soát thân thể, nghe lời này đã tức giận tới cực điểm, nhưng không thể làm được gì. Không chỉ thế, trừ nghe Khánh Trần Huyên Thuyên lại nhảy ra, bên cạnh Trần Dư còn có hơn 200 người cha không ngừng chửi gã ngu. Mấu chốt là lần này gã không thể cãi lại, chỉ có thể đứng nghe chửi. Trần Dư bị ô nhiễm tinh thần nặng hơn nữa, Khánh Trần bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, mắt sáng lên, nhanh chóng rời đi mê cung, đến nơi lúc trước Trần Dư xé vụn tranh. Lúc trước Trần Dư ở trong công viên trò chơi này xé nát bốn bức phi thiên thần nữ, hai bức phục ma kim cương, ước chừng mảnh nhỏ còn rơi vãi dưới đất. Tranh vẽ của Huyền Vũ có thể dùng vài bọc sắc phục hồi như cũ, vậy thì của Trần Dư cũng có thể đến lúc đó sáu tranh vẽ bán thần, một tiếng đổi mới một lần, Khánh Trần có thể mang theo Trần Dư phá hủy thành phố phong bạo. Khánh Trần ra ngoài mê cung, thấy một số mảnh nhỏ còn nguyên, nhưng một số khác đã ngâm trong axit. Khánh Trần lấy áo khoác ngoài của Trần Dư chảy dưới đất, cẩn thận nhặt hết mảnh nhỏ còn nguyên, không bỏ qua một góc nào, có thể khôi phục được bao nhiêu bức tranh thì chỉ có thể cầu nguyện. Chiến lợi phẩm thứ hai là đôi mắt của Trần Du, bách bách mục quỷ luôn gọi hắn là chủ quân, còn giúp đỡ đánh rất nhiều máy bay chiến đấu, có thứ tốt như vậy phải nghĩ ngay tới đối phương. Bách bách mục quỷ vốn còn thiếu bảy đôi mắt, đưa ra thỉnh cầu với Khánh Trần là hy vọng mỗi đôi mắt tiếp theo đều được cấp A, nhưng chắc chắn cô không ngờ khánh trần tìm đôi mắt bán thần tặng cho cô mỗi đôi mắt bán thần đều có thể khiến thực lực của bách bách mục quỷ tăng vọt lúc trước có thể gạt một km trước mặt sau khi được mắt của trần dư là có thể gạt hai ba km đây cũng xem như một trong những sức chiến đấu hàng đầu chủ yếu nhất của phe khánh trần bù đắp sức chiến đấu trên không trung của họ thứ ba là vật cấm kỵ khánh trần lục soát ra ba món vật cấm kỵ trên người trần dư một món là vật trang sức thanh ngưu phỉ thúy nhỏ thứ hai là nhẫn ngọc bích trên ngón cái của trần dư thứ ba là cây trúc xanh biết định điệu trước. Khánh Trần chắc chắn lấy món thứ nhất, con thanh ngưu này bù đắp thiếu sót không có năng lực bay của kỵ sĩ, đến bán thần rồi mà không biết bay thì hơi kỳ. Chiếc nhẫn đeo ngón cái là lá chắn phòng ngự phòng ngừa bị người áp sát, Khánh Trần lấy nó không dùng được bao nhiêu, tặng cho ưng ương vậy. Món thứ ba là dùng để tăng cường trí nhớ, có thể khiến họa sĩ Trần Thị làm ít được nhiều, thứ này, chắc chắn phải trương ương rồi. Cái gì? Ương ừ ương không phải họa sĩ Trần Thị. Thì có sao? đương nhiên khánh trần chỉ nghĩ vậy thôi chứ thật ra sẽ tặng cho huyền vũ cuối cùng là thu hoạch lớn nhất đó là thân phận của trần dư phe phái trần dư rắc rối phức tạp trong nội bộ trần thị luôn đầy đầu phái hệ gia chủ trần thị hai bộ đội không quân trần thị bốn chủ lực tập đoàn quân chúng đều là sức mạnh trong tương lai đối kháng với đại lục roosevelt trần dư hiện tại là hổ phù của khánh trần có gã thì có thể hiệu lệnh những người này bình ổn chuyển giao quyền lực cho huyền vũ nhưng không biết huyền vũ và rác ra sao rồi đã thoát khỏi hiểm cảnh chưa nhưng mà ngay lúc này, trong mê cung bỗng nhiên có tiếng hét lớn, Khánh Trần ngây ra một lúc, lại có người tiến vào. Trong mê cung bỗng vang lên tiếng nói chuyện, thật đột ngột trong mê cung nhà ma trống vắng. "Các người xem, người này chết thảm quá." "Ủa?" Tiếng nói ngừng bặt. Khánh Trần nhíu mày nhìn về hướng phát ra âm thanh, cách quá xa, hắn nghe không rõ đối phương nói cái gì. Nếu không phải Khánh Trần có thính lực nhờ vào cá rồng thì không nghe thấy những giọng nói này. Nhưng lúc này có ai sẽ đột nhiên đến mê cung nhà ma? theo lý thuyết thì nhóm người đi chung với hắn đều chết hết rồi hơn nữa những người này không giống như từ bên ngoài đến ngược lại càng giống quỷ luôn ở trong công viên trò chơi khánh trần lập tức dẫn theo trần dư trở lại cùng nhau sưu tầm bốn phía tìm tiếng nói vừa rồi nhưng không tìm được gì là vì mình bị ô nhiễm tinh thần nên nghe lầm sao có khi nào là chính mình nhảy qua cửa quay tàu lượn siêu tốc một lần nữa xúc phạm quy tắc cho nên lại bị ô nhiễm tinh thần nhưng khi khánh trần tìm được thuyền cai ách của mình thì chợt phát hiện thuyền cai ách bị người di chuyển đối phương cầm lên thuyền cái ách ý thức được không đúng thì thận trọng thả lại nhưng đối với khánh trần thì đã chạm vào là chạm vào không ai có thể đặt lại chỗ cũng không xê xích một ly hơn nữa tất cả xác chất khảm trên vách tường đều đã biến mất giống như bị tồn tại chưa biết nào đó kéo vào vực sâu trong bóng tối khánh trần nhìn quanh hắn nhớ trong mắt màu xanh mình đã thấy trong cửa quay và khe núi lúc vừa vào công viên trò chơi ngân hạnh trên vách núi đá chuyển đến tiếng cười khẽ chẳng lẽ trong công viên trò chơi này thật sự có một đám quỷ ở Giây sau, Khánh Trần ngồi trên lưng thanh ngưu bay lên cao, nhìn xuống toàn bộ mê cung, vẫn không có cái gì. Giờ này khắc này, Khánh Trần ngồi trên lưng thanh ngưu, Trần Dư thì nắm chân trâu, trong tay còn cầm cái thuyền cái ếch, thoạt trông rất buồn cười. Khánh Trần hét hướng mê cung trống rỗng, đừng chạy chứ, đi ra tâm sự, nên ra khỏi nhà ma này như thế nào. Nhưng không có quỷ đi ra trả lời hắn. Những con quỷ này đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, chứng minh trong mê cung nhà ma vốn có một lối ra vào khánh trần phản đoán chẳng lẽ là đường dành cho công nhân Dây sau khánh trần bắt đầu dẫn theo trần dư đi qua đi lại trong mê cung hắn định dùng phương thức so sánh trí nhớ xem sau khi đám quỷ đi qua thì có gì khác với trước không ngày đầu tiên trôi qua không chút phát hiện ý ý khánh trần ngồi trong mê cung thở dài nói này anh bạn trần dư hai chúng ta bị nhốt trong này rồi trần dư khánh trần đói bụng không a à, ông không nói lời nào tức là không đói vậy tôi ăn đồ trong túi của ông nhé Trần Dư, chấm hỏi Khánh Trần lấy một miếng thịt bò khô ra, vừa xé khô bò nhai vừa suy tư manh mối. Nhất định phải cố gắng nhanh chóng nghĩ biện pháp đi ra ngoài, không biết bên Huyền Vũ đã thoát thân hay chưa. Nếu người điều khiển rối tông thừa chuẩn bị đầy đủ thì Huyền Vũ và rất nguy hiểm. Nếu như Huyền Vũ tỉnh lại biến thành tiểu vũ thì tình huống sẽ càng thêm nguy hiểm. Khánh Trần nhìn qua Trần Du, oán trách nói thiệt tình, sao ông quản lý Trần Thị qua loa thế, bị người điều khiển rối thẩm thấu ngay dưới mí mắt mà không biết. Giờ thấy chưa, hai chúng ta ở đây đánh sống đánh chết, để người khác được lợi. Trần Dư, Khánh Trần phát hiện chính mình lại bắt đầu rông dài, hắn biết đây là dấu hiệu bị ô nhiễm tinh thần. Lần này hắn trải vốt lại manh mối liên quan tàu lượn siêu tốc, nếu bạn lỡ vào khu vực tàu lượn siêu tốc thì hãy nhắm chặt mắt, nắm tay đồng bạn của mình lùi ngược ra ngoài. Nếu không có đồng bạn thì hãy mở to mắt cưỡi tàu siêu tốc đến lối ra, nhớ kỹ, không được chớp mắt. Công viên trò chơi không tồn tại trong khu vực nhà ma, nếu thấy nhà ma xin đừng vào lập tức quẹo sang trái đi khu vực tàu lượn siêu tốc cưỡi tàu đến lối ra câu nói này rất quan trọng vừa rồi khánh trần nắm tay trần dư đi thụt lùi thủ vẫn là vô dụng toàn bộ tàu lượn siêu tốc và khu vực nhà ma điểm quy tắc lớn nhất là lợi dụng ánh sáng và bóng dâm khánh trần và trần dư ngồi được mặt dưới tàu lượn siêu tốc hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú cái bóng biến đổi trên tàu lượn siêu tốc tâm quỷ của khánh trần bắt đầu xuất hiện đám người thần đại vân hợp biến mất chỉ còn lại một ít binh tôm tướng của khánh trần không thèm để bọn họ vào mắt 12 giờ trưa, cái bóng trên tàu lượn siêu tốc xuống đất, hình dáng lộn xộn không thấy có lố dích gì. Khánh Trần và Trần Dư phơi nắng, môi của hai người đều khô nứt. 6 giờ tối, khi mặt trời sắp lặn, quỹ đạo tàu lượn siêu tốc khúc khuỷu trên cao bỗng thả ra từng vòng cái bóng xuống đất, ghép lại thành đường nét thần lằn thủ cung khổng lồ. Khánh Trần chạy tới ném thẻ cầu phúc vào miệng thần lằn, nó bỗng há miệng thẻ lưỡi ra, muốn một hơi nuốt trọn tất cả tâm quỷ của hắn đi. Khánh Trần nổi giận, trực tiếp rút ra đạo đen chém vào đầu lưỡi của thần lằn, chặt đứt lưỡi. Cái đề mà ma tụi mày. Khánh Trần nhìn bốn phía, có mỗi cái cạm bẫy công viên trò chơi rách nát thôi, ngon thì thêm nhiều vào. Nay xem ra muốn rời khỏi nơi này dường như nhất định phải ngồi trên tàu lượn siêu tốc một lần. Nhưng nên chọn ngã dễ nào đây? Khoan, Khánh Trần nhớ lại thông tin trước đó, nếu thấy nhà ma xin đừng vào, lập tức quẹo sang trái đi khu vực tàu lượn siêu tốc, cưỡi tàu đến lối ra. Thông tin quan trọng nhất thật ra là bên trái. Khi mặt trời từ bên trái mê cung chiếu tới, cái bóng trên tường mê cung sẽ xuất hiện ở bên trái, tàu lượn siêu tốc cũng ở phía trái nhà ma. Định nghĩa trái và phải này không phải lấy du khách làm tham chiếu, vật tham chiếu là con thần lằn thủ cung khổng lồ trong mê cung nhà ma. Chỉ có đoạn thời gian này, tàu lượn siêu tốc mới sẽ lựa chọn đường chính xác nhất trong hai lối ra khánh trần nhìn thoáng qua sắc trời là hiện tại liều khánh trần kéo thuyền cai ếch điều khiển trần dư cùng hắn ngồi trên tàu lượn siêu tốc cai bóng thì cầm thuyền cai ếch ngồi ở hàng sau nguyên khu vực tàu lượn siêu tốc bỗng phát ra tiếng nhạc vui vẻ tàu lượn siêu tốc chậm rãi khởi động khánh trần cùng trần dư giơ hai tay banh mí mắt ra thoạt trông giống như là hai tên ngốc tàu lượn siêu tốc vụt nhanh trên quỹ đạo khánh trần hét lớn giống như đang chơi trong công viên trò chơi thật sự tàu lượn siêu tốc quẹo qua từng vòng tròn chui vào cái hang bên trái trong hang có đồ đằng khi khánh trần trợn to mắt nhìn kỹ những đồ đằng này thì bỗng nhiên lại đi vào giấc mơ kỳ lạ lúc trước đã gặp trong vòng quay ngựa gỗ thì ra không cho trước mắt là vì không bỏ lỡ đồ đằng trong giấc mơ khánh trần vẫn đứng dưới cây ngân hạnh to lớn nhìn khánh trần khánh thận la lam chu kỳ ngồi một bên nhàn nhã nướng cá phương xa có ba người đi tới Khánh Trần đều thấy trong tư liệu lịch sử, thần nhậm tiểu túc, hiệu trưởng trường quân đội hỏa chủng P5092, Lý Thần Đàn. Khánh Trần nói Lý Thần Đàn, đây là công viên trò chơi, sao ông cứ muốn giết người làm gì? Lý Thần Đàn cười híp mắt đáp lại. Chỗ này là nơi thần sáng lập, tương lai sẽ có vô số người ôm ác ý đến đây, lỡ như bọn họ lợi dụng nơi này làm chuyện xấu thì sao? Yên tâm, kẻ chết đều chết chưa hết tội, Người chưa từng giết người thì dù bị ô nhiễm tinh thần cũng sẽ không đặc biệt nghiêm trọng, ra công viên trò chơi một thời gian là được. Mấy người kêu tôi đến, dù sao tôi cũng phải làm chút gì đó chứ, tôi chỉ biết làm ảo thuật và thôi miên giết người. Nhậm Tiểu Túc hỏi đặt xong quy tắc chưa? Khánh Trần gật đầu, thông tin nên nói thì đã nói cho cậu ấy rồi, có thể qua cửa được hay không tùy vào chính cậu ấy. Nhậm Tiểu Túc hỏi, chúng ta xây dựng công viên trò chơi này dù gì cũng nên có phần thưởng quải chứ. Phần thưởng là gì? khánh trần suy nghĩ một hồi ngẩng đầu nói trước khi ông đi dạo chơi hãy để lại thần điện anh linh ai qua cửa thì có tư cách thu nhận chúng nó cứ chăm chăm vào tôi làm gì nhậm tiểu túc giờ khóc giờ cười hơn nữa thần điện anh linh rất quan trọng bên trong nó chứa hai trăm nghìn tướng sĩ quân tây bắc trương tiểu mãn đại hốt du chiến sĩ xếp số t 5 đều ở bên trong nếu có kẻ thông minh mà bụng dạ xấu xa qua cửa thì chẳng phải là thế giới rối loạn Khánh Trần nghiêm túc nói, vậy hãy để nhóm Trương Tiểu Mãn bỏ phiếu quyết định người này có thể thu nhận thần điện Anh Linh không? Làm vậy thì phải thêm một phần thưởng qua cửa đặc biệt nữa mới được. Khánh lão Tam Khánh thận cười nói, thu nhận vật cấm kỵ của tôi đi, nếu có người qua cửa thì công viên trò chơi thuộc về kẻ đó. Nhậm Tiểu Túc suy tư giây lát nói, cũng có thể cung cấp bí ẩn thành thần, La Lam bất mãn, chỉ có kỵ sĩ mới có thể thành thần, làm vậy là thiên vị nhé, thế chẳng phải là chuyên môn để lại phần thưởng cho kỵ sĩ à? Lý Thần Đàn bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng Khánh Trần vậy cũng tặng cho cậu vật cấm kỵ mà ông ngoại của tôi tách ra. Khánh Trần tỉnh lại, thần điện anh linh của thần nhậm tiểu túc, bí mật thành thần, vật cấm kỵ của ông ngoại Lý Thần Đàn. Ba phần thưởng này đủ dày. Phải biết rằng, Hồ Thuyết là người sáng lập của tổ chức tình báo Hồ Thị, tâm kiếm của ông chủ Hà có 19 thanh, trong lịch sử ghi lại Hồ Thuyết có 24 thanh. Vật cấm kỵ của vị đỉnh bán thần này tách ra sẽ là cái gì? hơn nữa trong thần điện anh linh của nhậm tiểu túc còn có hai trăm nghìn quân tây bắc bất tử bất diệt kiêu dũng thiện chiến nhưng mấu chốt nhất là khánh trần nói quy tắc qua cửa bao hàm trong thông tin lúc trước người có thể đi đến nơi này đã có tư cách qua cửa giờ phút này tàu lượn siêu tốc ầm ầm chạy ra đường hầm cùng cục một tiếng đai an toàn trên người khánh trần và trần dư và được cởi bỏ chúc mừng qua cửa nhé nước trong khu vực cầu độc mộc không chỉ có thể dùng để uống thôi khánh trần bỗng nghe tiếng nước rào rào Hắn bỗng nhiên ngước lên nhìn, đằng trước là một sợi dây dài mấy km vắt qua con sông chảy xiết, trong sông nổi lên lưng cá sấu nhiều không đếm xuể. Đây mà là cầu độc mục gì, rõ ràng là xích đi dây. Nhưng Khánh Trần không tiếp tục đi về phía trước, mà là nghiêm túc suy nghĩ lời của Khánh Chuẩn, quy tắc qua cửa đã nói cho em. Hắn bỗng nhiên nói, dường như không cần đi tiếp nữa. Khánh Trần sai Trần Dư cầm thuyền cai ếch múc nước sông đẩy thuyền rồi quay về. Trần Dư theo sau Khánh Trần, hai tay nâng thuyền cai ếch đi từ từ. Lúc này Trần Dư đã bị chọc tức mất đi lý trí, cảm thấy Khánh Trần là cố ý hành mình, chứ không thì tại sao tên nhóc này rảnh rỗi hứng nhiều nước như vậy làm gì. Cùng lúc đó, hơn 600 Trần Truyền Chi đi theo phía sau không ngừng chửi Trần Dư. Một Trần Truyền Chi lớn tiếng mắng, uất ức: "Chú bây giờ không có chút xíu phong thái của bán thần Trần Thị gì cả, chỉ là nô lệ của thằng nhóc đó. Sao không biết cãi lại hả?" Đám Trần Truyền Chi vẫn mong đợi giao lưu với Trần Dư, nhưng gã có thể làm được gì? Quá thảm. Khánh Trần dẫn theo Trần Dư nhanh chóng trở về, đến trước cửa quay trong khu vực cầu độc mộc, hắn sai Trần Dư đổ ít nước trong thuyền cái ếch ra, nhanh chóng đổ đầy hang đá cỡ nghìn ml Keng một tiếng, cửa quay mở ra. Mãi đến lúc này Trần Dư mới hiểu, thì ra Khánh Trần sai gã múc nước sông đầy thuyền cái ếch là để đông đầy hang đá. Lúc trước ấn tượng của Trần Dư với Khánh Trần là tên này rất gian xảo, rất hung ác, nhưng khi chính thức đánh với Khánh Trần một lần mới thiết thực cảm nhận được năng lực bày mưu kế trong quá trình chiến đấu của đối phương. Ảo thuật trong mê cung nhà ma cho đến nay còn khiến Trần Dư cảm giác được bực tức, đối phương chỉ giả vờ nhưng khiến chính mình thật sự tin tưởng đối phương tìm được đường ra. Khánh Trần dẫn theo Trần Dư nhanh chóng lùi ngược qua từng ải, lúc này hắn đã hiểu tác dụng của chiếc thuyền cái ếch. Thứ này vốn là dùng để vượt qua các công này, giúp cho du khách thuần lùi từng cửa ải. Chỉ vì cửa ra của ải không phải ở tận cùng công viên trò chơi mà là trong công viên trò chơi. Cầu độc mộc, vòng quay khổng lồ, xe đụng, khu vực phiêu bạt, Khánh Trần nhìn chữ trên bia đá khu vực phiêu bạt, đột nhiên cười lớn. Công viên ngân hạnh, cho bạn mỗi lần đến đều có vui sướng bất ngờ. Ngay lúc đó cẩu Qua còn nhổ nước bọt mắng, quỷ mới đến nữa, mà Khánh Trần lúc này mới nhận ra, thật ra bia đá đã sớm ám thị rằng bọn họ sẽ lại trở về. Bởi vì lối ra qua nằm ở đây, nên mỗi hải mới đặt cơ chế đựng đầy bốn ml chất lỏng là có thể thụt lùi nên gợi ý qua cửa trong khu vực ngựa gỗ là yên tâm sử dụng thuyền cai ách. Thuyền cai ách là một trong ba đạo cụ của toàn bộ công viên trò chơi, đúng là cực kỳ then chốt. Giết đồng bạn lấy máu là cách ngu nhất, dùng thuyền cai ách mới là chính xác. Khánh Trần đặt thuyền cai ách xuống nước, cùng Trần Dư mỗi người trèo một chiếc lên trên. Trần Dư có chút nghi hoặc, thằng này định trèo đến khu vực ngựa gỗ sao? Trực tiếp trèo ngược ra ngoài. Nhưng khi hai người thụt lùi thật lâu, trần dư đột nhiên nhìn thấy hải đăng đầu tiên trong khu vực phiêu bạt khánh trần cười lớn nhìn về hướng trần dư gợi ý qua cửa trong khu vòng quay khổng lồ lúc nhìn thấy ánh sáng là mình sắp đến vạch đích ngay lúc đó khánh trần cho rằng câu nói này là đang gợi ý bọn họ làm sao đến lối ra của cầu trượt bóng tối giờ mới hiểu không phải nó gợi ý thông tin qua cửa tiếp theo mà là qua của nguyên công viên trò chơi khi nào thì bọn họ nhìn thấy tia sáng đầu tiên là khi lênh đênh trên sông trông thấy hải đăng đầu tiên trên hải đăng đầu tiên viết mấy chữ to vạch đích ở 50 km phía trước. Đập vào mắt là hải đăng này, Khánh Trần còn tưởng rằng Nhậm Tiểu Túc cố ý thiết kế như vậy để chọc người ta, nhưng trong công viên trò chơi này làm gì có dụng cụ và gợi ý nào là vô dụng. Trên hải đăng viết vạch đích ở 50 km phía trước không phải ám chỉ vạch đích của khu vực phiêu bạt, mà là vạch đích của công viên trò chơi. Trần Dư Ngơ ngẩn nhìn, gã thật sự không ngờ cứ như vậy bị Khánh Trần tìm ra phương thức qua. Nước sông chảy xiết khi chảy tới chỗ hải đăng thứ nhất thì ít xiết hơn, do mặt sông rộng ra, Khánh Trần ngồi trên sùng của mình, nghiêm túc đếm ngón tay, lấy bên bờ làm vật tham chiếu tính cự ly từ chỗ mình tới bờ, lại tính cự ly mỗi ngón tay là bao nhiêu mét trên hải đăng viết 50 km đằng trước thì tất nhiên sẽ không nhiều hoặc ít hơn. Khánh Trần nói với Trần Dư ở phía trước, có thể trèo nhanh chút. Trần Dư, chấm hỏi cậu khống chế tạo mà. Trực tiếp ra lệnh là xong, nói ra làm gì? Cố ý trêu người phải không? Xuồng của hai người xuất phát từ hải đăng thứ nhất đến bia đá khu vực phiêu lưu chỉ mới được 38 km, có lẽ nếu Khánh Trần cẩn thận tính cự ly kỹ một chút thì lúc ấy sẽ phát hiện điểm lạ rồi. Đi thêm 12 km, Khánh Trần ở bên bờ quan sát, bốn phía không có dấu hiệu gì, chỉ có rừng rậm cấm kỵ um tùm. Khánh Trần nhìn đáy hồ. Hắn mang theo Trần Dư nhảy vào trong nước, dưới sự hộ tống của thủy thần cộng công lặn nhanh xuống đáy hồ. Chợt thấy mấy pho tượng đứng yên ở đáy hồ, tia sáng từ mặt hồ chiếu xuống khiến nửa người trên của mấy pho tượng phản chiếu ánh sáng mơ hồ. Nhậm Tiểu Túc, Lý Thần Đàn, Khánh Chuẩn khánh trần nhìn chính giữa máy pho tượng ở đó vừa lúc có cánh cửa cuốn trên cửa có 10 dòng chữ khiến hắn ngoài ý muốn là dưới mỗi dòng chữ có 7 lựa chọn a b c d mỗi lựa chọn đều khảm hòn đá phải nhấn vào cần nhấn đúng tất cả thì cánh cửa này mới mở ra hàng chữ thứ nhất xe đụng có màu gì a màu trắng b màu vàng c màu xanh d màu đỏ hàng chữ thứ hai loa nhỏ trên nước bên ngoài công viên trò chơi có màu gì hàng chữ thứ ba cho bánh xe khổng lồ có mấy chỗ ngồi Hàng chữ thứ 4, kính viễn vọng trong cầu trượt có nhãn hiệu gì? Hàng chữ thứ năm, dưới cái đuôi của thạch sùng thủ cung bên ngoài nhà ma có mấy đốm tròn? Hàng chữ thứ sáu, giờ hoạt động của khu vực tàu lượn siêu tốc để kiểu chữ gì? Hàng chữ thứ bảy, cửa sổ pha lê bên ngoài vòng đu quay có chứng thực 3C0? Hàng chữ thứ 8, dây thừng của chó băn di dài, bao nhiêu? Khi Khánh Trần nhìn thấy dòng thứ 8 thì đã câm nín, phút cuối qua cửa vẫn là cạm bẫy. Bên ngoài hình ảnh đồ đằng kia, nhậm tiểu túc không tham dự lập ra quy tắc, công viên trò chơi tràn ngập nghiêm túc, khủng bố, lạ thường. Nhưng cửa ải trước mắt chắc chắn là nhậm tiểu túc làm, bản tính ngựa đòn của vị thần này bày ra rõ ràng ở đây. Ai dành chú ý pha lê có chứng thực 3C0? Ai dành chú ý dưới đuôi thạch sung thần lằn có mấy đốm tròn? Ai dành đếm dây thường nhảy ban di dài bao nhiêu? Ví dụ loại người như Khánh Trần, cơ bản không đi cầu độc mộc, vòng đu quay, nhảy ban di, nhưng dù đi cũng sẽ không chú ý chiều dài của dây nhảy cho nên không có ai đi qua cửa nghĩ đến đi tới hải đăng thứ nhất còn phải học cách tính cự ly trong sông hơn nữa chỉ có thể tính nhẩm không có thức cuộn dù bạn tính cự ly xong rồi xuống nước cũng sẽ bị mấy vấn đề này làm khó phải quay về chơi lại mấy cửa không liên quan trong quá trình chỉ có thể uống nước tìm thức ăn đây là công viên trò chơi cho người đứng đắn chơi sao người đứng đắn có ai chơi loại công viên trò chơi này chứ muốn cho trừng phạt qua cửa thì nói thẳng ra đi trần dư nhìn cảnh này thì cười thầm trong đầu gã chắc chắn khánh trần không biết đáp án cũng thích thú trông thấy khánh trần chịu thiệt hơn nữa quan trọng nhất là ở trong nước rốt cuộc không có đám cha phiền phức kia ở bên cạnh lải nhải đám trần truyền chi cũng xuống nước theo nhưng háo mồm chỉ có thể phát ra tiếng ủng ủng uống nước giờ phút này khánh trần muốn dựa vào nhẫn quyền lực để mở cửa nhưng hắn chọn đại hàng loạt đáp án mà cửa cuốn không mở ra việc này chứng minh cấp bậc ưu tiên của vật cấm kỵ trước mắt này cao hơn quyền lực nhiều không lẽ khi còn sống khánh thận là bán thần khánh trần nổi trong đất rơi vào suy tư trần dư thì bị nghẹn hơi khó chịu khánh trần bỗng rút dao đen ra khỏi hư vô vũ khí thần có thể chém mọi thứ trên đời ngay cả vật cấm kỵ đều có thể chém vậy chắc chém vỡ một cánh cửa không khó công viên trò chơi này gợi đòn như vậy thì không khách khí nữa khánh trần thoáng chốc cắm đao đen vào cửa cuốn dễ dàng như cắt đậu hủ nhưng không đợi khánh trần xẻ xuống thì cửa cuốn chủ động mở ra cửa cuốn này sợ rồi từ trong cửa cuốn phát ra lực hút mạnh khánh trần và trần dư bị cuốn vào cánh cửa đóng kín sau lưng bọn họ giây phút này khánh trần phát hiện chính mình đã thu nhận nguyên công viên trò chơi từng gốc cây ngọn cỏ đều biến đổi theo ý của hắn giống như hắc diệp nguyên và kình đảo vậy qua cửa đây là tiêu chí xác định khánh trần có qua cửa được hay không việc làm đầu tiên của khánh trần sau khi thu nhận công viên trò chơi này là đóng lại khe núi lãnh địa tư nhân xin chớ tự tiện xông vào không biết trôi đi trong bóng tối bao lâu, rốt cuộc đến một chỗ nước cạn ẩm ướt, Khánh Trần lên mờ đi khoảng một cây số. Khánh Trần bỗng nghe một giọng nói vang lên, một cặp bảy. Đặt đi. Cực lớn hay nhỏ, đặt xong rời tay. Dường như Khánh Trần xông vào một sòng bạc lớn lộng lẫy, bên trong toàn là bóng người tỏa ra ánh sáng màu vàng. Khánh Trần và Trần Dư bước vào, trong sòng bạc thoảng chốc yên lặng. Mọi người đầu tiên là bất ngờ nhìn hai người, sau đó ngạc nhiên ngỏ nhau. Tiểu mãn, tiểu mãn, bọn họ ra khỏi đường hầm cầu trượt, đó là đường hầm qua cửa hình như đúng rồi đại lừa dối có nhớ không đó là đường hầm qua cửa đúng chứ đúng thế nhỉ lâu lắm rồi không ai đi qua đường hầm này hoặc nên nói là từ sau khi xây dựng công viên trò chơi cho đến bây giờ chưa có ai từ nơi đó tới đây đã qua gần nghìn năm mọi người dường như sắp quên đường hầm đó dùng để làm gì khánh trần từ tốn nói đúng vậy tôi qua cửa từ đáy sông kia đến tôi đã thu nhận công viên trò chơi Khánh Trần quan sát mọi người trước mắt lúc nãy trong mê cung nhà ma là các người đúng không? Lúc vào khu vực ngựa gỗ cũng là mấy người cười trộm. Khi Khánh Trần nói đến đây thì bên ngoài lại có mấy bóng người vàng óng từ đường hầm khác chạy nhanh vào tiểu mãn, tiểu mãn. Đại lừa dối, tư lệnh lý, tư lệnh vương, cái tên vẻ ngoài rất giống nhóc Khánh Trần hình như đã chui vào đáy sông, nhưng chắc còn chưa qua. Hả? Mấy bóng dáng màu vàng nhìn Khánh Trần và Trần Dư toàn thân ướt sũng, đột nhiên ngừng ngang. Trong thần điện anh linh thoáng chốc yên lặng đại lừa dối là một ông già, Trương Tiểu Mãn là một người trẻ tuổi. Khánh Trần ung dung đánh giá nơi này, đây là một tòa cung điện đặc biệt hùng vĩ, trong các hộp trưng bày để đầy khung hình, đều là hình chụp tập thể sau trận chiến cuối cùng của kỷ nguyên thứ hai loài người với quân đoàn người máy trí tuệ nhân tạo. Có nhận tiểu túc và khánh chuẩn, cũng có P5092 và Hắc Hồ. Tất cả mọi người trên mặt tràn đầy nụ cười. Chính giữa thần điện anh Linh đặt trên trăm cái bàn, có người đang chơi poker, có người chơi đấu địa chủ, có người chơi xí ngầu, Tóm lại trong thần điện anh linh này chẳng có ai đứng đắn. Trong phút chốc, cảm giác thần bí của công viên trò chơi, vùng đất cấm kỵ số một biến mất sạch trong mắt Khánh Trần. Nếu Khánh Trần không đoán sai thì những người này chắc là 200.000 anh linh quân Tây Bắc bỏ mình trong trận quyết chiến với số 0 mà trong đường hầm đã nói. Lúc này, các anh linh rốt cuộc phản ứng lại, bọn họ dần dần ồn ào la ó, cái quái gì vậy? Thật sự có người vượt qua ải của công viên trò chơi kia. Có người qua ải công viên trò chơi thật sao? lúc trước nhậm tiểu túc làm cửa cuốn ở đáy sông tôi đã nói là ông ta quá thiếu đạo đức ông ấy đã bao giờ có đạo đức đâu thế thì hiện tại nên làm gì à thì chưa từng có người qua cửa chúng ta không có kinh nghiệm cho nên làm gì bây giờ răng biểu ngữ chúc mừng hắn không khánh trần hỏi thẳng tôi muốn phần thưởng qua cửa của mình vật cấm kỵ mà hồ thuyết tách ra bí mật thành thần của nhậm tiểu túc và cả thần điện anh linh nghe à nhỉ hình như có chuyện này đại lừa dối ra chiều đăm chiều nói nói về vật cấm kỵ mà hồ thuyết tách ra trước đi mọi người tìm xem ném nó đi đâu rồi ai biết trương tiểu mãn lẩm bẩm hình như đặt trong tủ kia mà lâu rồi không thấy nữa khánh trần nhóm người này chắc sẽ không lấy vật cấm kỵ của hồ thuyết lót chân bàn chứ dường như đại lừa dối đoán được ý tưởng của hắn, vội vàng giải thích, chúng tôi rất tôn trọng lão gia hồ thuyết, luôn cất cho ổn thỏa vật cấm kỵ của ông ấy. Nhưng trong cung điện này có nhiều tủ, trong một chốc bọn này quên mất để ở đâu, cậu chờ chút, để tôi tìm mấy nghìn linh hồn màu vàng tí hon trong thần điện anh linh lục lọi từ trên xuống dưới, tiếng mở và đóng tủ vang lên liên tiếp. Khánh Trần hỏi, nghe nói có hai trăm nghìn anh linh mà, anh linh khác đi đâu rồi? Đại lừa dối cười đáp, chuyện này không thể nói, Khánh Trần suy nghĩ một hồi rồi bảo, nhưng nhậm tiểu túc nói sau khi tôi qua cửa có thể thu nhận thần điện anh linh vậy thì các ngươi đều nên thuộc về tôi quản chứ đại lừa dối cười híp mắt nói tôi nhớ rất kỹ điều kiện này là cần bọn tôi bỏ phiếu biểu quyết mới quyết định cậu có thể thu nhận thần điện anh linh hay không chàng trai đừng tốn công nữa bọn tôi bỏ phiếu không cho cậu thu nhận khánh trần lẩm bẩm với việc này thì ông nghe rõ nhớ kỹ đại lừa dối ngẫm nghĩ nói nhưng tôi thấy tướng mạo của cậu có sao thiên lang chiếu rọi cậu từng nghe câu thơ là vọng tây bắc bắn thiên lang chưa Chàng trai, vận thế của cậu ở Tây Bắc." Khánh Trần nghiêm túc nói, trong câu thơ này nói vọng Tây Bắc là nói hướng Tây Bắc có kẻ xâm nhập, mà không phải nói sao Thiên Lang ở hướng Tây Bắc, trên thực tế muốn nhìn thấy sao Thiên Lang ở hướng Tây Bắc thì ông phải đi Australia ở thế giới bên ngoài mới được. Đại lừa dối vậy hả?" Khánh Trần gật đầu, khoa học bài trừ phong kiến mê tín, đại lừa dối, thiệt tình. Trương Tiểu Mãn ở một bên ôm bụng cười. Đại lừa dối mà cũng có lúc ngậm bồ hòn khánh Trần không nói nhảm với đại lừa dối, trên thực tế khi hắn xem trong giấc mơ đồ đang nói cần 200.000 anh linh bỏ phiếu biểu quyết thì đã biết chính mình không thể nào thành công thu nhận. Dù sao, hắn dựa vào cái gì thuyết phục 200.000 anh linh nghe chính mình? Người ta ở đây đánh bài cả ngày, xem toàn bộ vùng đất cấm kỵ số 001 là vườn hoa sau nhà không xứng sao? Dựa vào cái gì đi giúp chính mình đánh nhau? Cho nên ngay từ đầu Khánh Trần đã không tính luôn phần thưởng này vào. Lúc này, có người cầm một cái hộp đầy bụi đến, bụi dày cỡ nửa ngón tay, thổi mạnh có thể bốc lên bụi mù mịt. Khánh Trần nhận lấy, mở hộp ra, lại thấy bên trong nằm 24 cây thanh ngọc tâm kiếm, mỗi cây thô và dài cỡ ngón trỏ. Khánh Trần hỏi điều kiện nhận chúng là gì? Trên đời này phần lớn vật cấm kỵ đều là có điều kiện, số ít không có, thí dụ như thanh ngưu của Trần Dư thì đến bây giờ Khánh Trần còn chưa thu nhận, chẳng qua là hắn khống chế Trần Dư, thông qua Trần Dư khống chế thanh ngưu mà thôi. Đại lừa dối suy nghĩ thật lâu, quên rồi trong mấy người có ai nhớ điều kiện thu vật cấm kỵ này không quên luôn ai mà nhớ bọn này có dùng được thứ đó đâu đúng rồi quên mất khánh trần hít sâu một hơi xem ra chỉ có thể đi tìm lý thần đàn hỏi may mà lý thần đàn còn sống nếu không chuyện này thành bí ẩn chưa giải hắn lại nhìn về hướng đại lừa dối bí ẩn thành thần thì sao đại lừa dối hỏi ngược lại cậu là kỵ sĩ sao khánh trần gật đầu nói đúng vậy thảo nào đại lừa dối ngẫm nghĩ nói nhậm tiểu túc chỉ dặn là kỵ sĩ mới có thể biết bí ẩn thành thần người khác biết cũng vô dụng bí ẩn thành thần có bốn điều kiện hàng đầu chân thị chi nhãn màu đen dùng để tạm thời phong ấn ý chí tinh thần hoàn thành tám hạng mục cánh cửa sinh tử của kỵ sĩ để mở khóa gen khiến gen có năng lực tùy cơ ứng biến phải bị ung thư đây là khởi đầu của thành thần lấy được liều thuốc cùng tồn tại với ung thư của công ty hòa chủng nó sẽ thay đổi tất cả nhất định phải mở ra tất cả khóa gen sao khánh trần hỏi đúng rồi nhậm tiểu túc dặn như vậy đại lừa dối trả lời đúng rồi ông ấy còn dặn là đường thành thần cũng không phải đường bằng phẳng vẫn có nguy hiểm đồng hóa với thế giới nhưng cậu phải nhớ kỹ bản thân cậu là một thế giới chứ không phải một phần của thế giới nào đó hiểu khánh trần cuối cùng được giải đáp từ nhà nước tảng đá trong lòng rơi xuống đất lúc này hắn bỗng nhiên ho khan ho ra một búng máu đại lừa dối ngây ra một lúc hèn gì cậu muốn tìm bí mật thành thần Ừ, Trần Thị Chi Nhãn, liều thuốc sống cùng ung thư tôi đều lấy được, chỉ còn lại hai mục cánh cửa sinh tử." Khánh Trần nói, "À, tôi có thể rời đi rồi nhỉ. Tôi muốn thu thập gen sinh vật trong vùng đất cấm kỵ số 001 dùng để nghiên cứu thuốc gen cấp A, không biết có được không?" Đại Lừa Dối lắc đầu, nói, "Cái đó không được, cậu thu nhận là vật cấm kỵ công viên trò chơi chứ không phải toàn bộ vùng đất cấm kỵ, sao có thể để cậu phá hỏng môi trường sinh thái trong vùng đất cấm kỵ số 001?" Khánh Trần nhíu mày. Đại Lừa Dối nhanh chóng đổi cách nói khác. Lúc trước cậu chỉ trải qua quy tắc trong công viên trò chơi, vùng đất cấm kỵ còn có mấy trăm quy tắc, cậu mà vào sâu bên trong nhất định sẽ bị quy tắc giết chết, cho dù cậu là bán thần cũng chưa chắc có thể xông ra. Khánh Trần gật đầu, hiểu. Đại lừa dối dẫn Khánh Trần đi vào sâu bên trong thần điện anh Linh, một đám anh Linh màu vàng như em bé tò mò cùng nhau tiễn hắn ra cửa. Đại lừa dối nói, đi qua cánh cửa phía trước là vùng đất cấm kỵ, đi hướng tây 2 km là cây ngân hạnh, đến đó chắc cậu biết nền đi thế nào rồi chứ ừ biết trên mặt khánh trần không lộ biểu cảm gì không có thất vọng cũng không tức giận đại lừa dối hỏi dò qua công viên trò chơi mà không thu thần điện anh linh được muốn bắt sinh vật trong vùng đất cấm nhưng bị từ chối vậy mà cậu không tức giận sao có gì mà giận khánh trần nói tôi đã được hai món vật cấm kỵ đại lừa dối bĩu môi nói a vậy là cậu cũng khá thỏa mãn nhỉ trên thực tế các anh linh cũng đang quan sát khánh trần là người đầu tiên qua cửa trong suốt nghìn năm, bọn họ tự nhiên rất tò mò Khánh Trần rốt cuộc có tính cách thế nào, năng lực là gì, nếu đối phương thật sự giống như thần nhậm tiểu túc hoặc có phẩm đức tốt đẹp khiến bọn họ tán thành thì đi theo Khánh Trần ra ngoài chơi cũng không sao. Cộng thêm Khánh Trần là kỵ sĩ, bọn họ theo bản tính tự nhiên có thiện cảm với kỵ sĩ. Vì thế mọi người ôm ý định thăm dò cối không cho biết cách thu nhận 24 thanh tâm kiếm, còn trực tiếp từ chối thỉnh cầu của Khánh Trần. Bọn họ muốn nhìn xem Khánh Trần sẽ có phản ứng gì. Nhưng mà Bộ dạng không vui không buồn của Khánh Trần khiến bọn họ cảm giác hơi vô lực, giống như đấm vào bông, căn bản thăm dò không ra sâu cạn. Đám anh Linh Đại lừa dối tiễn Khánh Trần đến dưới cây ngân hạnh vậy chúng ta chia tay tại đây nhé. Khánh Trần bỗng nhiên quay đầu cười nói, các vị, chờ một chút lúc này, Khánh Kỵ từ sau cây ngân hạnh đi ra. Khánh Trần nhìn Khánh Kỵ gọi người đến. Dây sau, Khánh Kỵ mở ra ám ảnh chi môn, bên trong có bộ đội chiến sĩ như nhóm người Khánh giã khiêng 12 cổng chính chạy ra. Ngay sau đó, một đám người khổng lồ chui ra khỏi cổng chính, tò mò đánh giá xung quanh. Khi nhìn thấy ngân hạnh rực rỡ sắc vàng thì kêu lên, ôi chao! Khánh Trần thay đổi bộ dạng bình tĩnh lúc trước, cười tùm tỉm nói với đám người khổng lồ, cướp bọn họ về cho tôi, đi vào thu thập thứ mà nhà khoa học số 2 cần, điều kiện là động vật có vú thì bắt hết không chừa. Các anh Linh, chấm hỏi nếu có người tin tưởng kỵ sĩ sẽ đơn độc một mình đi đâu đó đánh nhau với người khác thì sai hoàn toàn. Khánh Trần vừa đến chấn nhỏ nơi đây thì Khánh Kỵ cũng lặng lẽ đến, Phật gia cuốn đám con tin vào vùng đất cấm kỵ, Khánh kỵ lập tức kéo hội phụ huynh san bằng chấn nhỏ. Phái hệ Khánh kỵ làm công việc gì? Là bảo hộ gia chủ. Có ám ảnh chi môn và cổng chính, quân của Khánh Trần giống như Internet 5G đè bẹp Internet 2G vậy, quả thực xuất quỷ nhập thần. Thật sự gặp phải nguy hiểm gì thì một nhát búa đủ dẹp hết, gần đây lục đảo đã bị loại chiến thuật này đánh tơi bời, không có sức đánh lại. Hơn nữa, Khánh Trần đã sớm suy nghĩ kỹ cách cướp ghen sinh vật trong vùng đất cấm kỵ lúc trước gặp đông đông. Khánh Trần từng nói muốn mời đông đông cùng đi vùng đất cấm kỵ số 001. Tại sao? Bởi vì tộc người khổng lồ sinh ra và lớn lên trong vùng đất cấm kỵ, có thể không nhìn quy tắc. Cho nên đại lừa dối nói vùng đất cấm kỵ số 001 có mấy trăm quy tắc, cậu là bán thần cũng không lao ra ngoài được thì Khánh Trần suýt cười ra tiếng. Mấy trăm quy tắc? Có tác dụng gì sao? Chỉ có thể sao? từ khi khánh trần thành vua của tộc người khổng lồ, thì hắn không thèm để quy tắc của vùng đất cấm kỵ vào mắt đám người khổng lồ thu thập sinh vật trong vùng đất cấm kỵ số không một thoải mái như hai nấm, không có chút nguy hiểm. lúc này trương tiểu mã nở bên cạnh đại lừa dối nói nhỏ, ông này, giờ tôi thấy ra đầu hơi tê đại lừa dối, à, tôi cũng vậy. khi một đám người khổng lồ chui ra từ cổng chính, phát ra tiếng ôi trao thì đám đại lừa dối mờ mịt không phải bọn họ chưa từng gặp người khổng lồ, Đinh Đông lúc trước đã đến vùng đất cấm kỵ số 001, muốn cứng rắn sông công viên trò chơi nhưng thất bại. Đông Đông ngay lúc đó thật sự là cứng rắn sông, không biết một chữ nào du khách cần biết, quy tắc gì đó đều không hiểu. Vào khu vực ngựa gỡ thì bứng ngựa lên chơi, nhưng không bứng được, ở bên trong bị nhốt hai ngày, về sau ngược hướng vượt qua cửa chạy thoát thân, chẳng những là đông đông trong vùng đất cấm kỵ số 001 cũng có một ít người khổng lồ dù sao luôn sẽ có một số người hoang dã bị buộc sinh con trong vùng đất cấm kỵ nhưng số lượng người khổng lồ này không nhiều cũng rất hòa thuận không có gì phải sợ cho nên lúc mấy người khổng lồ chui ra từ cổng chính thì mọi người không chú ý nhiều chỉ có vài kẻ khờ thôi mà đến thì cứ đến nhưng người khổng lồ đi ra từ cổng chính càng lúc càng nhiều mười trăm nghìn chục nghìn người khổng lồ ra ngoài đánh nhau không bao giờ đi lẻ ra cửa thấp nhất cũng cỡ mười nghìn người người nhà phải đi chung người khác bị đi chung đám người khổng lồ là thật sự đi chung hơn nữa đại lừa dối không ngờ thằng nhóc khánh trần trở mặt nhanh như vậy lúc trong thần điện anh linh bọn họ cố ý không cho khánh trần cái này cái kia còn cố ý câu giờ không cho qua cửa ngay lúc đó khánh trần đối diện mấy nghìn anh linh thì thái độ rất ngoan mặc cho bạn cố ý bắt bẽ cỡ nào hắn đều rất bình tĩnh không tức giận giây phút đó đại lừa dối và trương tiểu mãn cảm thấy hơi hiếm lạ chẳng lẽ trong tổ chức kỵ sĩ bỗng có người tốt hiếm lắm rốt cuộc ra một nhân vật chính phải nhưng bây giờ ngẫm lại lúc ấy khánh trần đặc biệt hỏi anh linh khác đi đâu từ lúc đó hắn đã chuẩn bị kéo bè kéo lũ đánh nhau cướp đồ không chỉ thế đối phương có thể giữ bình tĩnh đi ra đến địa bàn của mình mới trở mặt tâm kế thủ đoạn quá cao giờ phút này trên chục nghìn người khổng lồ ra vây quanh mấy nghìn anh linh đi ra xe náo nhiệt hơn nữa còn có một tên người khổng lồ cười khờ với bọn họ he he he, các anh linh. Tiếng cười đó khiến da đầu của họ tê dại. Bàn về thực lực, trên thế giới này đã không có quần thể nào hung hãn hơn tộc người khổng lồ, trung bình cấp B, mấy trăm cấp A, ai chịu đựng nổi. Vương quốc Roosevelt vào vùng đất cấm kỵ cũng chưa chắc có thể đánh thắng được bọn họ. Đại lừa dối là cấp A, đám chiến sĩ Gen T5 của công ty hỏa trùng là cấp A, nhưng gom góp lại cũng chỉ được hơn một trăm người, còn người khác thì sao? ví dụ trương tiểu mãn hồi còn sống chỉ là một tổ trưởng bình thường sau khi chết trở thành anh linh được lên cấp đê nhưng thật nhỏ bé trước người khổng lồ cộng thêm khánh trần và trần dư là hai bán thần chuyển sang số lượng quân tây bắc không tới đông đủ tộc người khổng lồ thì đến hết hai bên hoàn toàn là nghiền nát cùng bị nghiền nát trương tiểu mãn vẫn hơi không phục các huynh đệ năm đó chúng ta đánh nhau từng thắng cũng từng thua nhưng chưa bao giờ nhận thua đánh với họ đi dù sao chúng ta chịu đòn giỏi Giây sau, vài người khổng lồ ung dung đi tới cạnh cây to, hai cánh tay ôm cây giống to, hay, cây to bị nhổ tận gốc. Qua một chốc, mấy trăm người khổng lồ vươn bàn tay ra, có tia chớp nhấp nháy trong lòng bàn tay. Đại lừa dối giảng hòa. Ha 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 ha, đều là hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Có gì mà làm rộn lên, bắt vài con thú nhỏ thôi mà, chúng tôi sẵn lòng cho cậu bắt. Nhóm người khổng lồ này khoa trương hơn người khổng lồ lúc trước bọn họ gặp, vì người khổng lồ này biết tu hành. Cho tộc người khổng lồ công pháp tu hành, phải là loại người ác ôn cỡ nào mới làm được đại lừa dối đang suy nghĩ nhị đương ra nhìn về hướng khánh trần vua thịt bọn họ không các anh linh chấm hỏi loài người còn có thể làm vua người khổng lồ lâu rồi bọn họ không đi ra thế giới đã thay đổi ban đầu nhóm người đại lừa dối cảm thấy khánh trần khá hiền hòa thân thiện bây giờ nhóm người đại lừa dối lại nhìn khánh trần đây là một ác ma mỉm cười bộ dạng này khiến bọn họ gần như cho rằng nhậm tiểu túc quay về chơi khăm họ phải công nhận bọn họ khá xui, cả đời gặp phải hai kẻ ác ôn như nhậm tiểu túc, Khánh Trần, thật tội nghiệp. Lúc này, bọn họ bắt đầu tò mò cái tên này rốt cuộc là loại người như thế nào. Khánh Trần thấy tộc người khổng lồ đã kiểm soát được cục diện thì mở miệng hỏi. Đại lừa dối, bây giờ nhớ ra quy tắc thu nhận 24 thanh tâm kiếm chưa? Đại lừa dối cười nói, nhớ ra rồi, nhớ rồi, cắt vỡ 10 đầu ngón tay, mỗi đầu ngón tay nhỏ một giọt máu lên 24 thanh tâm kiếm, liên tục 24 tiếng, mỗi tiếng một lần sau 24 tiếng chúng nó sẽ chui vào thân thể của cậu, dùng máu của cậu nuôi dưỡng 183 ngày là có thể sử dụng. Khánh Trần ngây ra một lúc. Phức tạp vậy. Chắc ông không lừa tôi chứ. Đại lừa dối nhìn người khổng lồ xung quanh. Lúc này sao tôi có thể lừa cậu? Được rồi Khánh Trần nói với đại lừa dối, việc tiếp theo, bây giờ các ngươi bỏ phiếu đi, tuyển tôi làm người thu nhận thần điện anh linh các anh linh, ai tán thành, ai phản đối, ai dám phản đối. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ, có một ngày thực lực mạnh mẽ như mình mà bị người bắt ép bỏ phiếu. Lúc trước nhậm tiểu túc thiết lập quy tắc này vì hy vọng bọn họ thật lòng tán thành một người, tiếp đó giúp đối phương chiến đấu, hiện tại thì hay rồi. Thiếu niên này quá ác, quá độc, quá dữ. Đại lừa dối vội nói, nhóm chúng tôi ở nơi này chưa tới một phần bốn mươi anh Linh, dù nguyên nhóm đồng ý cũng không có hiệu quả. Khánh Trần suy tư nửa ngày, nếu thật sự là đại quân hai trăm nghìn anh Linh có mặt đông đủ thì hơn mười nghìn người khổng lồ chưa chắc đánh thắng, hội phụ huynh đến thì có thể làm được nhưng mấu chốt là đám người nhà cũng không có cách nào bỏ qua quy tắc nếu đảm anh linh này bị bắt bỏ phiếu e rằng sẽ liều chết phản kháng hơn nữa ngày xưa bọn họ hy sinh vì sự tồn vong của loài người khánh trần không tiện ngược đãi bọn họ thôi vậy khánh trần nói với nhị đương gia để lại một nửa người trông chừng bọn họ để tránh có người trộm chạy trốn mật báo còn lại một nửa người đi vào sưu tầm động vật có vú tôi chờ tại đây đi đi nhị đương gia kiểm kê số người toàn bộ lao vào vùng đất cấm kỵ Giống như về nhà đuổi gà đuổi chó, vùng đất cấm kỵ số 001 bị bọn họ làm lộn xộn. Đại Lừa Dối quay đầu nhìn, thấy bên trên rừng rậm vùng đất cấm kỵ bay đầy chim bị tộc người khổng lồ làm giật mình, quá thảm liệt. Đại Lừa Dối nhìn Khánh Trần mới nãy cậu chỉ nói mình là một kỵ sĩ Khánh Trần vui vẻ đáp lại, thì ông có hỏi thân phận khác của tôi đâu, nhưng các người ẩn giấu trong vùng đất cấm kỵ số 001, không cần quan tâm tôi rốt cuộc là ai, làm gì hôm nay qua đi, chúng ta không liên quan nhau đối với Khánh Trần thì bây giờ hắn cướp sạch anh Linh, về sau ít đến vùng đất cấm kỵ số 001 thì hơn, lỡ bị đối phương ghi hận. Chủ yếu là, nhóm người này thân thiết với nhậm tiểu túc, Khánh Trần sợ hôm nào nhậm tiểu túc trở về sẽ tính sổ với mình. Bên kia, Trương Tiểu Mãn ngồi dưới đất viết chữ cho đại lừa dối ông nói xem hắn có gợi đòn bằng nhậm tiểu túc không. Đại lừa dối nghiêm túc suy nghĩ một lúc sau, viết chữ đáp lại, dường như sấp xỉ, lúc nhậm tiểu túc gây sự với tôi thì cũng thấy khó chịu y như vậy vậy ông nói xem chúng ta có nên nghĩ biện pháp điều tra hắn không? Trương Tiểu Mãn hỏi, mọi người du rú trong vùng đất cấm kỵ lâu rồi, suốt ngày cờ bạc phát chán, hay là cùng hắn ra ngoài đánh lộn chơi? Sống chán rồi đại lừa dối lắc đầu, lỡ như là kẻ xấu xa thì sao? Quan sát thêm đi, kêu loài người mà chúng ta có liên hệ đi hỏi thăm thử, hắn tên gì nhỉ? Trương Tiểu Mãn hình như hắn chưa tự giới thiệu đại lừa dối ngước đầu nhìn hướng Khánh Trần tên của cậu gọi là gì? Trần Vũ Khánh Trần ngồi cạnh đống lửa, thuận miệng đáp, Đại Lừa Dối câm nín, mặt của cậu giống hệt Khánh Chuẩn như anh em sinh đôi mà bảo là mình không họ Khánh, họ Trần, cái tánh ngựa chứng này y hệt Nhậm Tiểu Túc. Đại Lừa Dối không nói lời nào, bán thần Khánh thị chắc cũng dễ hỏi thăm. Các anh linh cũng không phải hoàn toàn ngăn cách với thế gian, bọn họ tuy rằng rất ít đi ra ngoài, nhưng có nhiều khách đào vàng đi vào vùng đất cấm kỵ số 00 một kiếm tiền. Khách đào vàng ở trấn nhỏ muốn chơi công viên trò chơi hơi cực đoan, có một số khách hái thuốc làm thuê cho thương nhân chợ đen, vào và ra trong ngày, đôi khi các anh linh sẽ lấy dược liệu đổi ít đồ đổ với bọn họ. Muốn hỏi thăm bán thần như Khánh Trần không khó. Đám người khánh kỵ đốt đống lửa trong vùng đất cấm kỵ, đám người khổng lồ ngồi vây quanh anh linh màu vàng thành một vòng, thì thầm, bọn họ toàn thân màu vàng thoạt trông rất tinh xảo, tôi có thể mang một người đi làm vật kỷ niệm không? Xì sì xào, tôi cũng muốn mang một cái về nhà làm vật trang trí. Khánh Trần cười lắc đầu, không được, bọn họ là người sống, có tư tưởng của mình, từng cống hiến sức lực cho loài người, tuy bây giờ chúng ta đang cướp bóc bọn họ, nhưng phải có lòng tôn kính. Các anh Linh, cái tên này vậy mà có thể ghét hai từ ngữ không liên quan là cướp bóc và kinh ý lại với nhau, còn bình tĩnh không đỏ mặt vượt sức tưởng tượng. Lúc này, Khánh Trần nhìn về hướng đại lừa dối, các người chỉ có mấy nghìn người đóng giữ thần điện anh Linh, người khác chắc đang mưu dỗ cái gì trong vùng rất cắm kỵ số 001 dùng không? Đại lừa dối già ngu làm gì có, đám già chúng tôi thì có thể mưu đồ cái gì, bọn họ đi chơi thôi. Khánh Trần nói, tôi giả thiết. Là giả thiết thôi, bọn họ không làm nghề gieo trồng, nuôi dưỡng trong vùng đất cấm kỵ số 001 à. Thí dụ như trồng một số thực vật quý giá, có hiệu quả đặc biệt. Trương Tiểu Mãn cảnh giác, cậu đừng đưa ra giả thiết lung tung. Đại lừa dối vỗ sau gáy Trương Tiểu Mãn phản ứng mạnh như thế thì tên ngốc cũng nhìn thấu. Khánh Trần cười lớn, Đại Lừa Dối nhìn Khánh Trần, nghiêm túc nói, "Cậu đừng suy nghĩ nhiều như vậy, đúng là chúng tôi đang đi lẻ, nhưng nếu cậu vào sâu hơn thì đảm người khổng lồ này thật sự không đánh thắng chúng tôi được." "Hiểu mà, tôi không có ý gì đâu." Khánh Trần cười híp mắt nói, "Các vị đều là lão tiền bối, tôi vẫn là rất có lễ độ." Khánh Trần rút ra đạo đen cắt vỡ các đầu ngón tay, không nhíu mày chút nào, nặn giọt máu nhỏ lên 24 thanh tâm kiếm trương tiểu mãn cùng đại lừa dối thấy cảnh này nhủ thầm cái tính cứng cỏi này có chút hơi hướng của nhậm tiểu túc nhưng chỉ mới cắt vỡ đầu ngón tay thì chưa nhìn ra cải gì tộc người khổng lồ dựng trại trong vùng đất cấm kỵ canh chừng nghiêm ngặt các anh linh mãi đến buổi sáng thứ tư sau khi xuyên qua đám người khổng lồ vào sâu trong vùng đất cấm kỵ mới lại xuất hiện thật là thắng lợi trở về tộc người khổng lồ vốn kiếm sống bằng nghề săn thú trong rừng cấm kỵ những bá chủ rừng rậm cũng không thoát khỏi tay họ được càng miễn bàn mấy sinh vật bình thường đám người khổng lồ tay trái sách lợn rừng, tay phải cầm con công, eo cột sợi thừng cỏ chói con thỏ, con hoan, chuột động, sau lưng trói một đống động vật nhỏ bọc bằng lá cây, giống như tên nghèo vào thôn vậy. Đám người Trương Tiểu Mãn nhìn mà khóe mắt giật liên hồi. Đây mới chỉ là người khổng lồ thực lực bình thường. Dưới sự dẫn dắt của cuồng phong, đám dũng sĩ tộc người khổng lồ thực lực mạnh mẽ kéo trâu rừng trên người có hoa văn xét kỳ dị, nai có hoa văn lửa thần bí, và một số giống loài kỳ lạ khác. Lúc trở về người khổng lồ còn hát quân ca, mặt trời lặn núi Tây, thấy dáng chiều trở về, chiến sĩ bắn bia thắng trở về, thắng trở về. Văn hóa là người xâm nhập tộc người khổng lồ, xem như hoàn thành. Khánh Trần nhìn chim công trong tay hắc hắc hắc. Tôi nói là chỉ cần động vật có vú mà, ghen của động vật khác sẽ để lại di chứng rất lớn cho loài người, không cần chúng. Hắc 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 cười nói, he he he, trông ăn ngon nên bắt một con. Lý do đơn giản vậy thôi. Đại lừa dối thắc mắc hỏi, các người thu thập những giống loài trong vùng đất cấm kỵ số 001 để làm gì? khánh trần trả lời chúng tôi muốn tìm phương án chế tác thuốc biến đổi gen cấp a chỉ vì thuốc gen cấp a mà làm rầm rộ vậy sao đại lừa dối khó hiểu hỏi bây giờ chắc cậu đã là số ít người đương quyền trong liên bang nghe tôi khuyên một câu quyền lực tiền bạc danh lợi dục vọng không quá quan trọng với cuộc đời con người tuyệt đối đừng vì tất cả điều này mà không từ thủ đoạn đại lừa dối thật sự quan tâm Khánh Trần, ông không biết phát sinh cái gì, chỉ cảm thấy Khánh Trần giống như những người đã đến vùng đất cấm kỵ số 001, lấy đi những thứ kia chỉ vì đổi lấy dục vọng thế tục bên ngoài. Khánh Trần cười lắc đầu, tôi không để ý vài thứ kia hả? Đại lừa dối nghi hoặc hỏi, sao lời cậu nói và làm hơi mâu thuẫn? Khánh Trần thấy giống loài đã thu thập xong thì đứng lên từ biệt, "Các vị tiền bối, tôi xác thực âm kính ý với các vị, mạo phạm như vậy cũng vì bất đắc dĩ, tôi không có thời gian chậm rãi nuôi cảm tình với các vị, khiến các vị dần hiểu rõ tôi hơn. Năm đó các người làm việc mình nên làm để loài người sống tiếp, hiện giờ đến lượt chúng tôi, chúng tôi cũng đang làm việc mình nên làm." Khánh Trần nói, "Hôm nay từ biệt nhau, sau này gặp lại." Nói xong, Khánh Trần mang đám người khổng lồ đi vào cổng chính, trở lại thành phố số 10. Đại Lừa Dối ngây ra tại chỗ hiện tại đến lượt chúng tôi đại lừa dối loáng thoáng hiểu tình cảnh hiện tại của liên bang thiếu niên này đến công viên trò chơi liều mạng qua cửa lấy đi phần thưởng lấy đi giống loài tất cả đều vì trận chiến tranh mang tên thủ hộ năm đó bọn họ cũng là vì loại chuyện này mới đổ máu nóng trên chiến trường sau lưng bọn họ đám người đại lừa dối trương tiểu mãn ngồi cạnh đống lửa có người bỗng nhiên nói thật ra tôi hơi bị thích cậu ấy không biết tại sao gặp cậu ấy giống lúc xưa gặp thiếu soái cứ có cảm giác đó có khi nào là nhậm tiểu túc đầu thai sang kiếp khác không? Cười chết, nhậm tiểu túc bây giờ chưa chết mà, nhưng hơn 200.000 người chúng ta không thể tùy tiện giao quyền sinh sát cho người khác. Biết người biết mặt không biết lòng, vẫn phải tìm hiểu rõ ràng mới được, đại lừa dối trầm tư giây lát, quay đầu hô to, đi, đi tìm người phụ trách công viên trò chơi cho tôi, tôi muốn hỏi bên trong phát sinh chuyện gì. Trương Tiểu Mãn, cậu đi túm vài khách hải thuốc lại đây, nói cho bọn họ, chỉ cần nói ra thông tin mà chúng ta muốn thì tha hồ lấy dược liệu, các anh linh nhanh chóng hành động, có người đi biên giới vùng đất cấm kỵ số 001 một tìm khách hải thuốc. Có người vào thần điện anh linh, gõ chuông trong điện. Nhiều anh linh giải rác trong vùng đất cấm kỵ số 001 nghe thấy tiếng chuông lục tục chạy nhanh về trong thần điện, đại lừa dối nghe anh linh phụ trách công viên trò chơi nói, tên nhóc đó đặc biệt quái dị, chúng tôi lén theo dõi, cậu ta thật sự khiêng thuyền cái ếch chơi từ đầu đến cuối. Còn mái chèo nữa, ôi mợ, cầm mái chèo đánh người trong khu vực xe đụng quá ác luôn tính tình không đỡ nổi đó giống y hệt nhậm tiểu túc mọi người thi nhau góp lời kể ra những việc khánh trần làm bao gồm trận chiến bán thần dù vậy bọn họ vẫn hiểu biết rất ít về khánh trần mãi khi trời sắp sáng trương tiểu mãn mới dẫn theo mấy khách hải thuộc vào đại lừa dối hỏi trước tôi chỉ hỏi vài điều sau khi xong việc các người muốn dược liệu nào đều có thể mang đi khách hải thuốc vội vàng gật đầu ông cứ hỏi đi đại lừa dối hỏi bán thần của khánh thị là ai khánh chuẩn khách hái thuốc đáp lại Hiện giờ liên bang ít ai biết Khánh Trần đã là bán thần. Đại lừa dối nói thì ra tên là Khánh Chuẩn, hiện tại hắn có thân phận gì trong Khánh Thị? Ai? Khách hải thúc ngớ ngẩn. Hắn không có thân phận, lúc trước ở bên ngoài vùng đất cấm kỵ số hài hóa thân thành thần 10 phút giết hai vị bán thần liền chết. Ngay lúc đó Trần Dư thật ra không chết, nhưng người liên bang vẫn kiên trì cho rằng, Khánh Chuẩn là một trận chiến giết hai vị bán thần. Chết rồi! Đại lừa dối lớn tiếng nói, mấy tiếng trước tôi vừa nhìn thấy cậu ta, ông anh đừng dọa chúng tôi, khách hái thuốc bị dọa sợ các người còn có thể nhìn thấy người chết rồi không đúng không đúng đại lừa dối lắc đầu chúng ta nói không phải về một người tôi hỏi cậu khánh thị còn có ai suốt ngày mang theo một đám người khổng lồ kéo bè kéo lũ đánh nhau không ông đang nói là khánh trần chứ gì ông sớm nói là người mang theo một đám người khổng lồ kéo bè kéo lũ đánh nhau thì chúng tôi biết ngay lộc đảo sắp bị bọn họ đánh nát bấy hắn là em trai của khánh chuẩn hắn cũng bán thần rồi sao đám người đại lừa dối nhìn nhau, bọn họ biết lục đảo, cũng khá phiền phức, luôn kéo một số bình dân đến thăm dò vùng đất cấm kỵ số 001. Nói xem trước kia Khánh Trần đã làm chuyện gì? Đại lừa dối hỏi. Một vị khách hải thuốc cười lên ông hỏi đúng người rồi, tôi là fan của cậu ấy, tôi chưa từng bỏ lỡ tin tức nào liên quan về cậu ấy trong mấy năm nay một đám anh linh tỏa ánh sáng vàng lấp lánh cứ như vậy ngồi ở trong thần điện, giống như đám người khổng lồ ngày xưa nghe nhện đen kể chuyện vậy, bọn họ cũng nghiêm túc nghe khách hải thuốc kể chuyện, chẳng qua khách hái thuốc kể càng tỉ mỉ hơn, từ ngục giam số 18 đến hiện giờ chém giết với vương quốc Roosevelt. Hội phụ huynh rất chú trọng tuyên truyền dư luận, cho nên Khánh Trần làm náo động chuyện gì trong Tây Đại Lục đều sẽ bị lấy ra tuyên truyền rộng rãi, xác lập địa vị đấu tranh chính thống của bọn họ. Đám người đại lừa dối nghe từ sáng sớm đến buổi tối, mãi đến khi khách hái thuốc không còn gì để kể mới thôi. Mãi đến giây phút này, bọn họ mới hiểu tại sao Khánh Trần sẽ nói hiện tại đến lượt chúng tôi. Trương Tiểu Mãn giật mình kêu lên ôi, nếu sớm biết đánh với Tây Đại Lục thì lúc ấy tôi đã đồng ý để hắn thu nhận thần điện anh linh rồi, lỗi tại ông già đại lừa dối, ông cứ muốn treo giả, hiện tại thì hay rồi, bỏ lỡ cơ hội đánh với Tây Đại Lục. Đại lừa dối trận trắng mắt ngày hôm qua cậu không phải nói như vậy lúc này, có người nói, hiện tại bệnh ung thư của hắn chắc không thể chữa được. Hắn mang theo bệnh đến bên này chỉ vì tìm thuốc gen cấp A cho thành phố số 10 những anh linh khác im lặng. Trên thực tế, những người từng tham gia trận chiến cuối cùng như bọn họ sau khi nghe những chuyện truyền kỳ của khánh trần thì cảm giác như đang chứng kiến một vị thần mới đang nổi lên bọn họ đã gặp sóng to gió lớn cũng từ tận đáy lòng cho rằng bọn họ không làm được chuyện mà khánh trần đã và đang làm lấy bọn họ so sánh với khánh trần là vô nghĩa phải lấy nhậm tiểu túc ra so sánh với khánh trần mới được nhậm tiểu túc dũng hơn hắn nhưng hắn có tâm kế hơn nhậm tiểu túc đại lừa dối nói không có ưu khuyết hai người tuy rằng đều rất điều giả nhưng tính cách kỳ thực là phong cách khác biệt đúng thật đại lừa dối quay đầu nhìn về hướng khách hải thuốc các người chắc không phải là thành viên hội phụ huynh sắp xếp ở rìa vùng đất cấm kỵ chứ dựa theo phong cách làm việc của khánh trần rất có thể sắp xếp mấy thuyết khách chờ kể chuyện cho các anh linh tuy khánh trần luôn không thừa nhận nhưng anh linh quân tây bắc đều có ấn tượng ban đầu với khánh trần là tính không bỏ sót khách hải thuốc cười giải thích chúng tôi đều là người nhà dự bị bây giờ ở trong chợ đen muốn bán đồ mà không có thân phận người nhà dự bị thì không bán gì được nhưng chúng tôi không phải được bọn họ xếp sẵn, chúng ta tiếp xúc hơn 10 năm rồi, không phải ngày đầu biết nhau. Ừ, cũng đúng đại lừa dối gật đầu, tiểu mãn, đưa bọn họ ra ngoài đi, chuẩn bị một rổ dược liệu cho mỗi người mang ra ngoài, các vị vất vả không vất vả. Vậy chúng ta hiện tại nên làm gì? Trương tiểu mãn hỏi, còn có thể làm sao? Đại lừa dối suy nghĩ thật lâu, chắc hắn sẽ trở về, trước khi hắn quay về thì chúng ta cứ làm việc của mình như thường, bọn họ tán thành việc làm của Khánh Trần, nhưng bị hắn chấn lột cũng là sự thực. Trong thần điện anh linh yên lặng rời lát, ngay sau đó lại vang lên tiếng ồn ào, đặt xong lấy tay ra, cực lớn hay nhỏ. Khánh Trần ở trong một phòng họp bộ đội cảnh vệ thành phố số 10, hỏi chiến dịch bên lục đảo sao rồi. Tiểu thất thay quân trang, nghiêm túc báo cáo. Giờ bọn họ bị mất ba thành phố, nhiều người có tiền, quyền lục tục chạy đến thần đại, lý thị xin tị nạn chính trị, kết quả thần đại và lý thị đều từ chối bên thần đại vân la càng ác hơn chuyên môn phải một bộ đội ở khu vực hoang dã phụ trách khuyên những đại nhân vật lộc đảo trốn ra ngoài hãy trở về khuyên trở về khánh trần nghi hoặc tức là ở trên đường bắt lấy bọn họ tiếp đó hỗ trợ đưa về lộc đảo tiểu thất nhịn cười nói có một số người không muốn trở về thì giúp bọn họ về cứng rắn khuyên trở về nếu họ không muốn thể diện thì giúp bọn họ thể diện những người này tạm thời còn chưa thể chết, bọn họ phải trợ giúp hội phụ huynh chỉnh lý lại kết cấu quyền lực ba tòa thành phố phương Bắc của Lộc Đảo, bắt bọn họ ra tài phủ ra. Hội phụ huynh hiện tại đã bắt đầu công khai thu thập tội chứng của những người này, về sau sẽ xếp bọn họ vào danh sách tù nhân chiến tranh, Lộc Đảo và thần đại từng trợ giúp vương quốc Roosevelt xâm nhập liên bang, mở ra biên giới. Khánh Trần hỏi, bộ đội của Lộc Đảo đâu? Bộ đội của Lộc Đảo bị nhóm người Khánh đã đánh phế rồi. La Vạn Nhai nói, vị lão gia trên núi Ngân Hạnh kia chuẩn bị rất đầy đủ, chúng ta ở trong thành phố ra tay, mấy người khánh kỵ, khánh dã trực tiếp đi chỗ chú đóng quân sự của Lộc Đảo. Ừm, Khánh Trần gật đầu, hỏi, bên Lý thị có động tĩnh gì không? Bọn họ đang tích cực bố phòng, nhưng phương hướng phòng ngự là chúng ta, La Vạn Nhai thở dài nói, hiện giờ động tác của hội phụ huynh quá lớn, bọn họ sinh ra cảm giác nguy cơ, việc này cũng dễ hiểu. Khánh Trần nói, hắn nhìn về hướng Lý Khả Nhu đang đứng sau lưng dự thính hội nghị cử Khánh Khôn đi Lý Thị, chúng ta nhất định phải đoàn kết lại. Lý Khả Nhu gật đầu, nói, đã hiểu lúc này, Khánh Trần rốt cuộc nói trọng điểm, huyền vũ và dắt mất liên lạc đã bao lâu. Bắt đầu từ 4 giờ sáng trong đợt xuyên qua này, bọn họ gửi tin nói là chuẩn bị chạy, tiếp đó không liên lạc được nữa. La Vạn Nhai sắc mặt nghiêm túc nói, chắc bọn họ đã xảy ra chuyện, thành viên hội phụ huynh trong thành phố số 7 luôn theo dõi trang viên của gia chủ Trần Thị, bọn họ không đi ra, Khánh Trần im lặng, sự tình phát triển vượt ra ngoài kế hoạch của hắn, Giác và Huyền Vũ bị kẹt trong cảnh nguy hiểm cơ hồ có thể nói là hắn có trách nhiệm chủ yếu. Tuy đoạt quyền là chuyện của Huyền Vũ, nhưng khởi đầu của sự việc là hắn yêu cầu Huyền Vũ và Giác trở lại. La Vạn Nhai nói, bây giờ trong Trần thị tuyên bố Trần Dư đã bị ngài giết, vây cánh của phe phái Trần Dư đã có dấu hiệu sụp đổ. Khi nói lời này thì La Vạn Nhai luôn liếc hướng Khánh Trần trong phòng hội nghị bỗng nhiên an tĩnh lại, bởi vì vị bán thân Trần Thị kia đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh Khánh Trần, tư thế ngay ngắn như học sinh mới vào lớp 1. Lúc trước mọi người nhìn thấy Khánh Trần kéo theo Trần Du xuất hiện thì cả đều hít một ngụm khí lạnh. Bọn họ từng nghĩ Khánh Trần đụng độ Trần Du, chỉ cần thăng cấp nhất định có thể đầy biến cố nhưng không hiểm nguy đạt được thắng lợi, nhưng bọn họ thật sự không ngờ rằng, Khánh Trần thế nhưng còn có thể biến Trần Du thành con rối của điều khiển rối. Quá ác! trần dư hết sức bình tĩnh nhưng trong lòng chửi khánh trần thúi mặt hiện giờ gã giống như thú cưng bị người ngắm đám trần truyền chi ở bên cạnh còn mắng luôn mềm bực còn hơn chết có trần dư ở cục diện trần thị còn đường cứu vãn nếu hội phụ huynh không thể thông qua gia chủ trần thị khống chế trần thị vậy thông qua trần dư khánh trần nói bắt đầu từ bây giờ phong tỏa tin tôi còn sống hôm sau hãy giải tin tôi đã bị trần dư giết nhiều người trần thị biết tôi có điều khiển rối tôi phải chết thì bọn họ mới tin tưởng trần dư vẫn là trần dư làm lễ tăng cho tôi cũng được La Vạn Nhai gật đầu, nói, đã hiểu nhưng vấn đề là, nếu huyền vũ và rát cũng bị biến thành con rối thì làm thế nào? Hắn sẽ vô cùng khó chịu. Lúc này, Khánh Trần bỗng nhiên nhìn về hướng tiểu thất tần thư lễ đang bị nhốt ở đâu. Dẫn tôi đi gặp ông ta, tôi muốn thực nghiệm một chuyện tất cả nhân viên tham dự cuộc họp cùng đi ngục giam bí mật trong thành phố số 10. Khánh Trần đứng ngoài phòng giam, lạnh lùng nhìn về hướng đối phương, Tần Thư Lễ ngạc nhiên nhìn Trần Dư bên cạnh Khánh Trần mối qua chút thời gian mà bên ngoài đã đổi trời rồi à? Khánh Trần nhìn sang người khổng lồ bên cạnh mình, hỏi, con rối này có biết chuyện tôi đi vùng đất cấm kỵ số 0010? Người khổng lồ lắc đầu. Khánh Trần bình tĩnh phân tích tôi đoán nếu cự ly quá xa, con rối truyền tin cho nhau phải dựa vào dụng cụ liên lạc hiện đại, không thể luôn liên kết bằng ý niệm. Con rối trong thành phố số 10 lúc này chưa biết chuyện tôi đi vùng đất cấm kỵ số 001, vậy chủ thể của gã chắc ở, thành phố số 7, Tần Thư Lễ mỉm cười nói, tùy cậu thích đoán sao thì đoán. Tần Thư Lễ ngẫm nghĩ lại, tiếp đó cười lớn nói, tôi biết rồi, cậu thiết kế dụ Trần Dư đi, chắc chắn cũng phái huyền vũ và dắt đi Trần Thị, chắc bây giờ bọn họ đã mất liên lạc rồi. Có lẽ đợi chút nữa cậu sẽ không cười nổi. Khánh Trần bình tĩnh nói, mở cửa cửa nhà tù mở ra, dây sau, Tần Thư Lễ thấy Trần Dư cầm một ống chích bước tới trước mặt mình, đè mình xuống rút từng ống máu, Khánh Trần lẳng lặng nhìn từng ống máu đen bị rút ra, nét mặt của Tần Thư Lễ từ kinh ngạc chuyển sang khiếp sợ. Tần Thư Lễ khó tin nhìn về hướng Khánh Trần đây là cái gì? Tại sao tôi chưa từng nghe về vật cấm kỵ này? Khánh Trần bình tĩnh nói, có nhiều chuyện ông chưa nghe tám ống máu rút xong, biểu cảm của Tần Thư Lễ từ điên cuồng dần chuyển sang mờ mệt sao tôi ở đây. Khánh Trần nhìn về hướng người khổng lồ, thế nào? Người khổng lồ gật đầu, thành công xét cho cùng thì người bị chế thành con rối chỉ là bị người khống chế tinh thần, chẳng lẽ người điều khiển rối lợi hại hơn lý thần đàn chắc chắn không thể lão tần tiểu thất ở ngoài nhà tù giao lên ôi mợ ông rốt cuộc được cứu rồi tần thư lễ mờ mịt ngước đầu nhìn hỏi tôi bị gì sao tại sao ở trong ngục giam bí mật tiểu thất bỡn cật nói ngày hôm qua ông uống rượu xong quên bọn này kêu ông về nhà ngủ nhưng ông cứ muốn chạy đến trên đường cởi chuồng bọn này không ngăn ông được quan an ninh trật tự liền bắt ông vào đây tần thư lễ nghe thấy câu nói này thì cười nhất định là phát sinh chuyện khác rồi đúng không gần đây tôi phải làm việc quan trọng sẽ không uống rượu ha 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 không bị lừa nhỉ đám người tiểu thất cười to bảo lão tần ông bị người điều khiển dối khống chế phụ huynh nghĩ biện pháp cứu ông phản ứng đầu tiên của tần thư lễ là còn anh em khác bị biến thành con dối không có cứu được họ không trong lòng tiểu thất hơi thổn thức vị tần thư lễ này đã xem như cúc cung tận tụy cho hội phụ huynh mới được cứu tỉnh táo lại liền quan tâm người khác không thẹn với chức đại quản gia hội phụ huynh tiểu ngũ cũng cảm khái nói mấy ngày hôm trước mới vừa chứng kiến phụ huynh thăng cấp bán thần hiện giờ phụ huynh lại tìm được cách phá giải con rối tuyệt vời nhưng ngẫm lại những việc phụ huynh đã làm thì cảm thấy là lẽ đương nhiên trước đó chưa từng có ai nghĩ rằng con rối bị người điều khiển rối kiểm soát có thể cứu được khi con rối trong hội phụ huynh bị tóm ra đảm người nhà nhìn những chiến hữu ngày xưa kể vai chiến đấu bị chế thành con rối trong lòng chỉ có tức giận khó tả tần thư lễ có địa vị như thế nào trong hội phụ huynh Ông chưa từng đề cập quan hệ của mình và Khánh Trần, chỉ nghiêm túc làm việc, quản lý hậu cần. Thành phố số 10 có người nhà bị bệnh, bị thương đều là ông dẫn theo người đến an ủi, dàn xếp. Trong cuộc sống nếu bạn gặp khó khăn gì đều có thể tìm ông. Cư dân có chuyện gì thì tìm hội phụ huynh, người nhà có chuyện gì thì tìm Tần Thư Lễ, điều này đã sắp thành ấn tượng cố định của người nhà thành phố số 10. Đột nhiên có một ngày, có người nói cho bạn biết lão Tần hy sinh, tuy còn sống nhưng đã tương đương chết rồi. Hỏi sao mọi người không tức giận cho được? nhưng tức giận thì có biện pháp gì? Bạn hỏi nhiều người, nhưng mọi người đều nói rằng biến thành con rối là không thể làm ngược lại, hết thuốc chữa. Hiện tại thì tốt rồi, đám người tiểu thất thấy tận mắt Trần Dư cầm lấy ống chích, rút 800ml máu đen ra khỏi người đối phương, sau đó tần thư lễ khỏe lại như thường. Tiểu thất vui vẻ cười nói, đừng chuyện bé xé ra to, là thao tác bình thường của phụ huynh. Giống như tất cả kỳ tích mà Khánh Trần từng sáng tạo vậy, kỳ tích này cũng giống như kỳ tích khác thôi trong ngục giam bí mật tràn ngập tiếng cười chờ khi tần thư lễ muốn tìm bóng dáng của khánh trần thì phát hiện hắn đã rời khỏi tần thư lễ thầm thở dài một tiếng đi ra ngục giam bí mật la vạn nhai tò mò hỏi ông chủ ống trích này rốt cuộc là cái gì là một vật cấm kỵ không bị ghi lại trong tổ chức tình báo hồ thị có thể dài trừ trạng thái mặt trái trên người ví dụ tinh thần ô nhiễm khánh trần giải thích bị người chế thành con rối có tính là ô nhiễm tinh thần không đương nhiên tính Khánh Trần thậm chí hoài nghi cách chế tác con rối là dùng ký ức của mình không ngừng bao phủ lên ký ức của người khác, sau đó xây dựng quan niệm chủ yếu và thứ yếu. Hơn nữa may chốt nhất là, hiện giờ hội phụ huynh có được ống trích là đã nắm chọn bộ biện pháp phân biệt và cứu chữa. Tông thừa vất vả khổ cực chế tạo một con rối không biết mất bao lâu, nhưng bọn họ lại có thể cứu về trong vòng vài phút. Phải công nhận, mỗi một người tên Phật gia xuất hiện đều sẽ đưa đến niềm vui bất ngờ mới cho kỵ sĩ. Ca ngợi Phật gia, Khánh Trần đưa ống chích cho La Vạn Nhai bắt đầu đi, tập trung tất cả con rối trong hội phụ huynh lại đây xếp hàng rút máu. Nhớ mỗi lần trước khi sử dụng phải dùng cồn tiêu độc, tiếp đó phải 100 cao thủ cấp B chuyên môn bảo vệ ống chích này. Không được, phải 200 người, nhất định phải ổn thỏa, chỉ cần ống chích còn ở, người điều khiển rối sẽ vĩnh viễn không thể gây ra sóng gió lớn được. Nếu Tông Thừa biết sự tồn tại của vật cấm kỵ này nhất định sẽ không tiếc hết thảy mọi giá cướp đi nó, bởi vì đây có lẽ là vật cấm kỵ duy nhất trên đời khắc chế người điều khiển rối. Khánh Trần tiếp tục dặn dò, rút máu xong cho bọn họ ở trong phòng ăn uống bồi bổ, trong vòng một tuần mỗi ngày cho từng người thêm hai cái đùi gà. Chờ giải cứu bọn họ xong bắt đầu cứu bình dân nhưng lúc này la vạn nhai bỗng do dự hỏi nhưng mà ông chủ, chúng ta cứu hết con rối bị bắt rồi làm sao giết người điều khiển rối? Hiện giờ đã biết hai phương pháp giết người điều khiển rối, thứ nhất là bạn có năng lực tóm cổ toàn bộ gã ra rồi giết, thứ hai là trong thời gian ngắn giết chết một nửa nếu người điều khiển dối chỉ tồn tại trong thế giới bên trong vậy chờ sau khi hội phụ huynh thống nhất liên bang thì có thể khiến người khổng lồ tiến hành sàng lọc không ngừng mãi đến khi con dối không còn tồn tại nữa nhưng hiện tại con dối đã lan tràn đến thế giới bên ngoài người khổng lồ không đi thế giới bên ngoài được cho nên muốn giết chết người điều khiển dối thì chỉ có cách thứ hai trong khoảng thời gian ngắn giết chết hơn một nửa con dối nếu hội phụ huynh thấy một con dối thì cứu một vậy vĩnh viễn không cách nào trừ tận gốc người điều khiển dối không, thế giới bên ngoài sẽ dần bị chiếm đóng thành trận địa chính của người điều khiển dối, bọn họ không còn cách nào giết gã. Sau khi Tông Thừa chịu thiệt lớn như vậy rất có thể sẽ lặn mất tâm. Chờ khi Tông Thừa lại xuất hiện thì gã sẽ hoàn thành một đợt tiến hóa. Khánh Trần trầm ngâm hỏi bắt nhốt được bao nhiêu tù nhân chiến tranh lộc đảo rồi. La Vạn nhai ngây ra một lúc, còn khá nhiều, ba tòa thành phố đã đều thành khu giải phóng, cư dân trong một thành phố khoảng 7 triệu người, quyền quý đại khái có 700.000 người, người nào cũng có tội hiện tại chúng ta đã vận động cư dân trong khu giải phóng tố giác vạch trần hành vi phạm tội của những người này người tố ra bọn họ xếp hàng dài mấy km chuyện bọn họ làm đều không xứng là con người khánh trần nói mang một tên có tội đủ để tử hình lại đây à phải chung nhóm máu với tần thư lễ la vạn nhai nghe lời này thì giật mình khó hiểu nhưng đã ý thức được cái gì giây sau la vạn nhai kêu tiểu tứ mở ra cổng chính đi phương bắc một chuyến áp giải một người trung niên mập mạp về la vạn nhai giải thích thằng này tên lý duẫn thù là anh trai của lý duẫn tắc cháu trai trưởng của lý bình hát khánh trần hỏi phạm tội gì nhiều lắm tiểu tử đáp lại cưỡng hiếp vợ và con gái của cấp dưới mua bán nội tạng người còn nhiều việc ghê tởm khác phụ huynh đừng hỏi nữa khánh trần gật đầu nói giữ chặt gã lý duẫn thù vùng vẫy mạnh các người làm gì tôi là công dân liên bang hợp pháp các người không thể dùng hình phạt riêng với tôi tôi yêu cầu nhận thẩm pháp công khai khánh trần ung dung tìm mạch máu của lý duẫn thù ông ăn mập ghê Khánh Trần đột nhiên xuống tay, đâm kim tiêm chính xác vào mạch máu của Lý Duẫn Thù, đẩy một ống máu đen vào. Vẫn chưa xong, Khánh Trần kêu tiểu tứ tiêm từng ống máu đen đã rút từ người tần thư lễ vào trong thân thể của Lý Duẫn Thu. Mắt của Lý Duẫn Thù đổi thành thuần màu đen, tiếp đó ngơ ngẩn đánh giá xung quanh, lại nhìn về hướng Khánh Trần mày làm cái gì. Khánh Trần cười híp mắt hỏi. Tông thừa. Lý Duẫn Thù nheo mắt. Khánh Trần nói, đổi thân thể mới cho ông trải nghiệm cuộc đời khác nhau cuộc đời gì cuộc đời của tù nhân chiến tranh Khánh Trần lạnh lùng cười, mang Lý Duẫn Thù đi ngục giam bí mật, sau này mỗi lần rút máu hãy tìm một tù nhân chiến tranh của Lộc Đảo và Thần Đại, trao đổi con rối, chờ thời cơ chín mùi thì bắn chết hết. Khánh Trần nói xong đi tìm nhà khoa học số 2, để lại đám người La Vạn Nhai, tiểu tử sững sờ. La Vạn Nhai bần thần hỏi, còn có thể làm như vậy? Tiểu tử nói, chơi bắc kiểu này quá giữ sắc mặt Lý Duẫn Thu âm âu, con rối này ý thức được uy hiếp thật sự đã xuất hiện, nhưng không thể đưa tin ra ngoài, giờ phút này một góc trong liên bang một người trẻ tuổi đang đi trên đường bỗng nhiên cúi đầu suy tư tại sao một con rối đột nhiên biến mất lại lần nữa xuất hiện phát sinh cái gì đột nhiên biến mất cũng dễ hiểu con rối bị người giết thì sẽ biến mất nhưng xuất hiện lại là sao chứ trong mấy trăm năm chưa bao giờ có loại tình huống này người trẻ tuổi bỗng nhìn hướng phương xa cứ cảm thấy có lẽ một chuyện khác thường nào đó sắp phát sinh cảm giác nguy hiểm đặc biệt bao phủ gã ban đêm ngày thứ tư sau khi xuyên qua bộ đội Trần Thị bắt đầu bị điều động bí mật, hậu cần bổ cấp và vật tư cùng vận chuyển đến căn cứ quân sự, xe bắn đạn đạo cự ly xa cũng chạy vào hoang dã. Trong căn cứ không quân của Trần Thị, hai chiếc cứ điểm không trung cũng bay lên độ cao 12.000m, chúng nó chờ tất cả máy bay trinh sát tản ra ngoài. Dưới sự khống chế của người điều khiển rối cỗ máy chiến tranh Trần Thị dồn sức đã lâu nay khởi động. Tây Đại Lục, Vương Thành Trung ương. Trong ngục giam bí mật dưới lòng đất Hoàng Cung, một người trẻ tuổi đang gọt táo, vỏ táo nối liền thật dài, người trẻ tuổi hát khế nghe bên ngoài vang tiếng bước chân nhà tù xây bằng hợp kim bị một tấm pha lê trong suốt thật lớn ngăn cách gã ngước lên xuyên qua pha lê nhìn thấy công tước phong bạo cao lớn từ tận cùng hành lang chậm rãi đi đến chuẩn bị sẵn sàng rồi người trẻ tuổi ngẩng đầu cười cắn miếng táo đã gọt vỏ công tước phong bạo nói theo như giao hẹn bộ đội thành phố bạch ngân ở tiền tuyến đã đi đến đông đại lục bọn họ sẽ dừng lại một ngày bổ cấp trên trung kế đảo trong vòng ba ngày đến đông đại lục liên bang bộ đội thành phố phong bạo cũng sẽ xuất phát sau năm ngày cậu nên giao danh sách hội phụ huynh còn lại cho tôi lần này sẽ có tài quyết giả đi theo bộ đội lúc trước bộ đội bạch ngân thành bị hà kim thu đoàn diệt không phải toàn bộ càng nhiều bộ đội thật ra ở trong căn cứ tiền tiêu bên ngoài rừng cấm kỵ hiện giờ vương quốc rosa veo điều bọn họ về lão thập bị đoạt xá thì làm công tước bạch ngân mới điều khiển bộ đội thành bộ đội tiên phong đông trình của đế quốc Người trẻ tuổi gật đầu, chờ con dối khác trông thấy bộ đội của các người ở Đông Đại Lục thì sẽ lập tức gọi điện thoại lại đây, đến lúc đó trong vòng bốn tiếng tôi sẽ viết xong danh sách. Công tước phong bạo nói, danh sách lúc trước cậu cung cấp có vấn đề, có con dối liên hệ với chúng tôi nói những thành viên hội phụ huynh đó chưa chết. Không thể nào người trẻ tuổi cười hít mắt nói, nhất định là các người làm việc có trục chặt, đừng đổ tội cho tôi mặt công tước phong bạo âm âu, dã mới biết hồi hôm qua, lúc trước số hiệu phong bạo đến bên trên rừng cấm kỵ mất một ngày một đêm và vô số tài liệu ma pháp đen nhưng Nguyên Rùa không có hiệu quả. Những người bị Nguyên Rùa vẫn chạy nhảy trong đông đại lục liên bang công thức phong bạo, không kiềm được suy nghĩ. Lúc ấy một đám tài liệu ma pháp đen hóa thành cho tàn đã chứng minh nguyền Rùa có hiệu lực, nhưng vấn đề là tại sao những người này chưa chết? Chỉ có hai loại giải thích, một loại là người điều khiển dối cung cấp thông tin không đầy đủ, tên thật, sinh nhật chỉ đúng được cái tên thôi. Vậy thì Nguyên Rùa dù có hiệu lực nhưng uy lực giảm mạnh. Một loại giải thích khác là Hắc Diệp Nguyên được che chở đặc biệt nếu là cái thứ hai thì hội phụ huynh lúc này ở trong đông đại lục liên bang không chút phòng bị bộ đội tiên phong phong bạo thành của gã chỉ cần đến đông đại lục là lại có thể nguyền rủa một đợt đến lúc đó trung tâm tinh nhuệ hội phụ huynh sẽ bị giảm quân số mạnh người che tuổi ở trong nhà tù cười nói thông tin tôi cung cấp tuyệt đối chính xác các người phải tìm nguyên nhân từ chính mình công tước phong bạo hỏi có ngày sinh của dâu cơ không không sinh nhật của hắn ở thế giới bên ngoài là già người trẻ tuổi đổi đề tài cười híp mắt nói nhưng mà tôi lấy được một chiếc răng sữa của hắn năm tuổi công tước phong bạo những chân mày không ngờ cậu tìm được thứ như vậy người trẻ tuổi cười nói tìm được trong nhà mẹ của hắn tôi cũng khá bất ngờ đối phương còn giữ tới bây giờ theo lý thuyết thì người mẹ tuyệt tình của hắn không nên giữ lại thứ này có khi nào là răng sữa của đứa con thứ hai của người phụ nữ kia không dường như công tước phong bạo hiểu rất rõ về khánh trần không đâu trong hộp đó có để hình chụp của dâu cơ sau tấm hình còn viết kỷ niệm con trai lần đầu tiên thay răng nữa Người trẻ tuổi cười nói, "Món quà này đã đủ thành ý chưa?" "Đủ rồi, chiếc răng sữa này sẽ đưa hắn vào chỗ chết, tôi sẽ tự mình đi Đông Đại Lục, thi triển ma pháp đen với hắn." Công Tước Phong Bạo xoay người rời đi. Người trẻ tuổi đứng thẳng lên, cười lớn dưới ánh đèn màu trắng trong nhà tù hội phụ huynh đã thành kẻ thù chung của chúng ta, khử chúng đi, nguyên rồi chúng nó. Ngày đêm đó, không chỉ có bộ đội thành phố Bạch Ngân xuất phát, bao gồm bộ đội tiên phong của Phong Bạo thành cũng lên đường. Công Tước Phong Bạo sửa đổi kế hoạch của mình chiến tranh kéo đến sớm hơn dự đoán càng không đề phòng trước được đêm khuya trong căn cứ không quân của thành phố bạch ngân đang rất bận rộn không ngừng có phi thuyền bay lên cao theo lệnh chỉ huy bay đến độ cao chỉ định thì kết thành đội hình viễn trinh trong căn cứ binh sĩ đứng dưới đất ngước lên nhìn đèn tín hiệu của từng chiếc phi thuyền hợp thành mũi tên lớn trên bầu trời vậy thì vừa giảm nhỏ sức cản gió vừa giảm tiêu hao nguồn năng lượng của bộ đội xuống mức thấp nhất Công tước Bạch Ngân mới từng là hắc kỵ sĩ thứ 10 đang đứng trước cửa kính sát đất ở đài quan sát, sau lưng là chín vị hắc kỵ sĩ mới lên. Bây giờ truyền thừa này lưu lại, hoàn toàn trở thành một con cờ trong tay hoàng gia. Khi tất cả sẵn sàng, công tước Bạch Ngân xoay người nhìn hắc kỵ sĩ sau lưng mình. Đã đến lúc báo thù, tới lúc cho đồng đại lục trả giá đau đớn rồi. Một ngày sau chúng ta sẽ đến chung kế đảo, hội hợp với hạm đội thành phố phong bạo, lên bờ phương Bắc Đông Đại Lục Liên bang, trong một tháng thu lực lượng của lộc đảo thần đại ở phương bắc trong vòng ba tháng đánh chiếm liên bang trung kế đảo được xây khoảng nửa năm rốt cuộc chính thức sử dụng mở ra chiến tranh xưa nay chưa từng có cho đế quốc cùng lúc đó bộ đội của thành phố phong bạo cũng đang lấy tốc độ nhanh nhất tập kết một chiếc phi thuyền chậm rãi bay tới trong trời đêm đáp xuống số hiệu phong bạo công tước phong bạo dẫn đầu bước xuống thang máy bay đi vào số hiệu phong bạo có người ở trong góc tối âm thầm quan sát mọi thứ, khoảnh khắc xác định đế quốc sắp phát động tiến công đông đại lục thì xoay người vào một vách ngăn trong toilet tầng 2, muốn dùng thiết bị liên lạc vệ tinh gửi tin cho nhện đen. Nhưng khi nhấn nút gửi, gã phát hiện không thể gửi tin đi được. Thiết bị liên lạc luôn hiện thất bại. Giây sau, cửa nhà vệ sinh bị người mở ra, gót giày ra dẫm lên sàn nhà phát ra tiếng bước chân trong trẻo chậm rãi tới gần. Nhân viên này trái tim treo cao tận cổ họng, cuộn người trên nắp bồn cầu yên lặng chờ đợi có lẽ đối phương chỉ đến để đi vệ sinh giày da tiếp tục đi về phía trước đôi giày rời khỏi tầm mắt của nhân viên đang lúc gã thở phào thì thấy giày da lại đột nhiên đi trở về ngừng lại trước cửa vách ngăn của nhân viên kia chỉ cách nhau một tấm cửa ngăn nhân viên hơi luống cuống ngơ ngẩn chờ đợi nhưng giày da cứ đứng đó gã bắt đầu ngẩng đầu đánh giá bốn phía giây sau gã bỗng nhiên kinh khủng kêu lên chỉ thấy khuôn mặt u ám của công tước phong bạo thò ra từ bên trên vách ngăn đang lạnh lùng nhìn chăm chú vào gã nhện đen không chết công tước phong bạo lạnh lùng hỏi à phản bội tôi nhân viên run cầm cập không nói lời nào công tước phong bạo nghi hoặc hỏi muốn thể nghiệm khổ hình của ma pháp đen nhân viên vội vàng nói cô ta không chết hiện tại đi theo dâu cơ không phải nhân viên nào đều có ý thức trung thành tuyệt đối hiện giờ nhện đen đã đứng về phía đông đại lục mạng lưới tình báo mà cô điều khiển đa số dùng điểm yếu để khống chế nhân viên bọn họ chẳng có lòng trung thành gì cả. Ví dụ vị nhân viên này bị phát hiện chiếm dụng của công, nếu bị nhện đen phanh phui ra nhất định sẽ thân bại danh liệt. Mạng lưới tình bảo như vậy thật ra cực kỳ yếu ớt. Tin nhện đen đã đầu phục dâu cơ, khiến công tước phong bạo dâng lên cảm xúc tức giận. Công tước phong bạo nhớ lại người phụ nữ trần trùng quỳ ngồi trước mặt mình, nghĩ đến hiện giờ đối phương có lẽ cũng làm y như vậy với dâu cơ, quỳ ở trước mặt dâu cơ bị quất roi thì gã cảm thấy vô cùng tức giận. Cái nón xanh này đeo lên thật đột ngột. Công tước phong bạo mở cửa ra, giơ bàn tay to đeo nhẫn hồng ngọc chụp lên mặt nhân viên như cầm quả bóng rổ rất nhanh công tước phong bạo đi ra khỏi vách ngắn ra lệnh cho một tài quyết giả ở bên ngoài dọn dẹp bên trong kêu kinh tới gặp tôi kinh chết trong thế giới bên ngoài chỉ là thế thân của kinh gốc giống như a thua lúc trước chết trên đỉnh everest vậy tài quyết giả đi vào trong phòng rửa tay phát hiện nhân viên kia đã thành một thây khô chảy đen nhưng người này không sợ hãi chỉ lặng lẽ kêu người tới nâng thây khô đi vứt dọc theo ống thải ra khỏi số hiệu phong bạo thây khô màu đen từ trên trời rơi xuống đất tan nát. Giờ này khắc này, kinh sống sót sau tai nạn đi vào phòng tối mà tài quyết giả thi triển ma pháp đen. Công tước phong bạo nhìn gã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Kinh quay đầu nhìn ra sau lưng, cấp dưới của gã nâng một cánh cửa đi vào, một người trong số đó lấy ra một quả chân thị chi nhãn màu vàng xoay 10 vòng trên cửa, một tầng sóng ngợn chậm rãi khoách tán trên cửa kinh nói, thử một tháng, rốt cuộc có người mở cổng chính tới thành phố số 18 công tức phong bạo lạnh lùng nói, tôi muốn các người trực tiếp mở cổng chính ở thành phố số 10, chứ không phải thành phố số 18. Kinh giải thích rằng, thành phố số 10, 18 được gọi là sao song tử tinh của liên bang, cách nhau chỉ có 600 km, đủ để ngài thi triển ma pháp đen. Nghe lời này sắc mặt của công tước phong bạo mới dịu xuống. Bắt đầu đi. Dây sau, mười mấy tài quyết giả kéo một đám hòm chứa tài liệu ma pháp đen đi vào cổng chính. Bên kia cánh cửa là một căn hộ nguyên tầng rộng rãi, tất cả sofa, gia cụ đều bọc lớp vải trắng, màn che kéo kín mít, dường như chủ nhân căn hộ đã rời đi thật lâu. Đám tài quyết giả phất lờ tất cả điều này, mỗi người đều ngồi xếp bằng dưới sàn, lấy tài liệu ma pháp đen mà mình cần ra khỏi hòm hạm đội thành phố phong bạo xuất phát chẳng qua là ngụy trang, bọn họ đã sớm chuẩn bị phương pháp đi đông đại lục, muốn cho đối phương một đòn đánh nặng khi hội phụ huynh, chưa kịp phòng bị khi toàn thế giới đều cho rằng bọn họ còn cần 5 ngày mới đến đông đại lục được thì họ đã tới trước, không cho hội phụ huynh cơ hội rút lui, sơ tán. Lần này công tức phong bạo tự mình đến thành phố số 18, muốn tự mình thi triển nguyền rủa. Trong căn hộ rộng rãi ở ba khu dưới, một đám tài quyết giả nhanh chóng thi pháp lần nữa với danh sách những thành viên hội phụ huynh, khi bọn họ đọc tên thì rõ ràng thành thạo rất nhiều, một đám tài liệu ma pháp đen hóa thành cho tàn, hàng loạt nguyên rủa sống chết có hiệu lực ngay. Công tước phong bạo nhìn cảnh này, sắc mặt rốt cuộc khá hơn chút. Công tước phong bạo lấy tài liệu ma pháp đen của mình ra, người nguyên rủa đầu tiên không phải Khánh Trần, mà là nhện đen. Công tước phong bạo luôn biết tên thật của nhện đen, cũng biết ngày sinh, chúng là thứ khiến gã kiểm soát nhện đen chặt chẽ. Thành công, Công tước phong bạo nhìn tài liệu ma pháp đen hóa thành cho tàn trước mặt mình, bay tới trước mắt gã hóa thành khuôn mặt xương khô đen rồi mới tan biến. Đây là dấu hiệu nguyền rủa sống chết thành công. Nhưng công tước phong bạo không vui nổi, việc này chứng minh nhện đen thật sự ở lại bên cạnh dâu cơ. Công tước phong bạo lạnh lùng nói, con đàn bà đê tiện. Công tước phong bạo lại lấy một bộ tài liệu ma pháp gen ra, da khô của ếch đốm đen, giọt xương của cây trà, nước mắt của người khổng lồ, vò rắn lụt của sân nhiễm, nhau thai của phụ nữ sinh non, cuống rốn em bé mới sinh, tất cả đều là tài liệu ma pháp đen cấp cao nhất, công tước phong bạo định dùng mấy thứ này nguyên rùa dâu cơ mạnh mẽ kia. Cuối cùng, công tước phong bạo lấy một chiếc răng sữa ra đặt ở giữa sao sáu cánh. Nguyên rùa sống chết của tài quyết giả nếu chỉ có tên thật, sinh nhật thì chỉ có thể nguyên rùa những mục tiêu thực lực thấp hơn mình, nếu có những tổ chức của thân thể như máu, lông tóc thì có thể sử dụng nguyên rùa sống chết với người cùng cấp bậc. Công tước phong bạo đọc tên 22 lần, thất bại, lần thứ 23 đã thành công, mở tài liệu ma pháp đen hóa thành cho tàn ngưng tụ trên không trung cùng lúc đó, Khánh Trần đang viết hăng say trong văn phòng của bộ đội cảnh vệ, làm dàn giáo và phương châm mới cho hội phụ huynh. Khánh Trần bỗng quay đầu nhìn chuỗi hạt đeo trên cổ tay trái, tam giới ngoại, Khánh Trần cảm giác có luồng gió âm u lạnh lẽo quấn quanh cạnh mình, như giỏi trên xương mu bàn chân, bám giết không tha. Giây sau, Khánh Trần chỉ cảm thấy tam giới ngoại bỗng rút ra một phần lôi tương từ trong thân thể của mình. Khánh Trần cao mày ma pháp đen, lần này khánh trần không lẳng lặng chờ tam giới ngoại rút ra lỗi trong cơ thể trước khi nó ngừng lại thì hắn thử chủ động rót lôi vào chuỗi hát tam giới ngoại giống như cá voi hút nước nhận hết chỉ cần khánh trần đưa là nó nhận lấy trong phút chốc chuỗi hạt tam giới ngoại sáng rực một đám ký hiệu màu vàng khánh trần ngây ra một lúc đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy sâu chuỗi tam giới ngoại xuất hiện loại biến đổi này Mọi người đều biết, rất nhiều vật cấm kỵ có thể tiến hóa giai đoạn 2, ví dụ vật cấm kỵ ACE005 Đại Phúc, ví dụ vật cấm kỵ ACE066 Bạo Đồ Nghìn Hạc Giấy có thể khống chế chim yến bằng giấy của huyền vũ. Nếu tam giới ngoại là từ trần vô địch phân ra, như vậy đối phương là một trong những bán thần đứng đầu, tất nhiên nên có hình dạng thứ hai. Nhưng, tác dụng của nó là cái gì? Sau khi sâu chuỗi lấy một nửa lôi trong người Khánh Trần, trong căn hộ ở thành phố số 18, Trời có ánh sáng vàng chói lòa phát ra từ sau lưng Công Tước Phong Bạo. Công Tước Phong Bạo cười lạnh, đã chuẩn bị từ trước, hơi nghiêng người tránh né, mặc kệ võ tăng màu vàng ở sau lưng đánh hụt, nhưng khi Công Tước Phong Bạo sắp bình tâm lại thì qua khóe mắt thấy phía bên phải lại xuất hiện một võ tăng, bên trái cũng xuất hiện một người, trên trời xuất hiện một người nữa, Thập Bát La Hán. Chỉ thấy 18 võ tăng chặt chẽ phong tỏa tất cả đường lui của Công Tước Phong Bạo, mỗi người cho một đòn. Dù công tước phong bạo đã là đỉnh cao bán thần, dù những la hán ánh sáng vàng này chỉ là cấp A, nhưng công tước phong bạo vẫn bị đánh bảy, tám cái hộp búng máu. 18 cấp A đột nhiên xuất hiện, dù là bán thần cũng phải gục. Sau khi 18 bóng sáng màu vàng đánh chúng thì đứng chồng lên một người, võ tăng kia ở trong ánh sáng mỉm cười chắp hai tay sướng không. Có tài quyết giả biết tiếng trung vội vàng phiên dịch, are you happy? Công tước phong bạo, chấm hỏi đây có phải là hòa thượng thật không vậy? Có hòa thượng thật nào đánh người xong hỏi chú có vui không? võ tăng tan biến trong không khí, không thấy bóng dáng đâu nữa. Công tước phong bạo đứng lên giận dò, dâu cơ ở trạng thái không thể nguyền rủa, đừng thử nữa, lo giết người khác trước. Không giết chết được cũng phải buộc chúng co cụm trong hắc diệp nguyên, vĩnh viễn không dám ra đây trong thành phố số 10. Khánh Trần ngồi sau bàn làm việc nhìn ánh sáng trên tam giới ngoại vụt tắt hắn biết vị võ tăng kia có lẽ lại ra ngoài một vòng. Khánh Trần bỗng đứng lên, đi ra văn phòng, lớn tiếng kêu tiểu thất. Lão la, trong đêm khuya yên tĩnh từng gian phòng làm việc đều sáng đèn nghe tiếng kêu của khánh trần thì mọi người cùng mở cửa đi ra hành lang la vạn nhai hỏi sao vậy ông chủ khánh trần nói rút lui tất cả thành viên trung tâm của hội phụ huynh cố gắng nhanh chóng rút lui la vạn nhai lại hỏi rút tới chỗ nào hắc diệp nguyên làm theo kế hoạch lúc trước chúng ta lập ra chia khu vực rút lui từng đợt Khánh Trần nghiêm túc nói, tôi vừa bị ma pháp đen nguyền rủa, chứng minh tài quyết giả ở trong phạm vi 1.200 km quanh chúng ta. Vừa rút lui vừa cho thành viên mới gia nhập tìm tòi từng góc thành phố số 10, tìm kiếm tung tích của tài quyết giả. Khánh Trần cao mày, nếu đối phương ở trong thành phố số 10 thì tốt, nhưng nếu như đối phương ở thành phố số 18 của Lý Thị là rắc rối. Hắn nhìn về hướng la vạn nhai anh cũng phải đi. Nếu thành viên trung tâm đi hết thì thành phố số 10 làm sao đây? Tiểu thất sốt ruột hỏi, mới nhận được tình báo. Tập đoàn quân Trần Thị đã xuất phát từ một tiếng trước, tối đa 7 ngày nữa sẽ đến ngoài thành. Tôi không đi, tôi muốn đi chiến đấu Khánh Trần lắc đầu, chắc chắn tài quyết giả chuẩn bị rồi mới đến, đi thì còn giữ được lực lượng, nếu không thì là mất hết. Đi mau, đây là mệnh lệnh, yên tâm, nơi này có tôi. Đang lúc nói chuyện thì dưới tòa nhà văn phòng bỗng vang tiếng hét, mọi người vị lan can nhìn xuống, bỗng thấy một người nhà ngã trong vũng máu, tim đập đã ngừng. Khánh Trần hỏi, phát sinh cái gì? Người ở dưới lầu nói, không biết, hoàn toàn không chú ý đã phát sinh cái gì. Nhưng mà ngay lúc này, trong đêm tối từ trên lầu bỗng nhiên có chậu hoa rơi xuống đập trúng người dạng nói chuyện. Khánh Trần tùy tay bút đứt một sợi tóc đánh nát chậu hoa, nhưng người đứng dưới lầu sợ hãi thụt lùi thì bị khe hở gạch lát vương gót chân, mất thăng bằng ngã ra sau, gãy đập hưởng góc cạnh sắc bén của bồn hoa. Bóng dáng của Khánh Trần biến mất, hắn như mũi tên rời dây cung lao tới bên cạnh người nhà, nâng cổ của đối phương. Loại nguyên rùa này tựa như tử thần đến, khó mà đề phòng, một lần không thành công thì nó có hiệu lực lần thứ hai, lần thứ hai vẫn thất bại nó thì sẽ có hiệu lực lần thứ ba. Lần sau bất ngờ hơn, nguy hiểm hơn lần trước. Hội phụ huynh có mấy chục nghìn người bị nguyền rủa, Khánh Trần có thể cứu một người nhưng không cứu được tất cả mọi người. Tiểu thất trông thấy cảnh này thì hết cãi, bọn họ nhất định phải đi, nếu không thì sẽ chết trong ngoài ý muốn vô nghĩa. Tiểu thất cúi đầu hỏi chỉ vì người điều khiển dối hợp sức với tài quyết giả mà chúng ta bị buộc phải từ bỏ thành phố cực khổ gây dựng này sao? mọi người nỗ lực lâu như vậy, kết quả vẫn phải rời đi. Khánh Trần nhìn về hướng tiểu thất đừng lãng phí thời gian nữa, nguyên rùa sẽ liên tục có hiệu lực, e rằng thành viên hội phụ huynh lúc này đã có mấy trăm người gặp nạn, mỗi khi kéo dài một phút đồng hồ thì sẽ có mấy chục thành viên lần lượt chết đi. Đi của hiện tại là vì có một ngày trở về. Hết chương 940 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở tập sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.